Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1321. Nghe thấy thế, Lạc Cửu Anh khẽ nhíu mày. Cụ ta đang định bước lên thì đã bị tông chủ Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông chặn lại. Hai người khí thế bức người liếc nhìn Lãnh Kế Hồng, bĩu môi nói với Lạc Cửu Anh, môn chủ Lạc, trước giờ ông luôn đối xử tốt với người khác, nhưng cũng phải phân biệt đối phương là ai. Ồ! Lạc Cửu Anh vô cùng khó xử, một bên là anh em kết nghĩa và bạn tốt của mình, một bên là Tiêu Chính Văn. Thành thật mà nói cụ ta thật sự không muốn đối địch với Tiêu Chính Văn. Nhưng trước mặt mọi người, cụ ta cũng không tiện làm mất mặt hai vị tông môn của Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông nên chỉ đành nuốt mấy lời trong lòng xuống. Lãnh Kế Hồng đảo mắt nhìn Trần Quốc Hoa lạnh lùng nói, Chủ tịch Trần, tôi khuyên ông dừng lại ở đây là được rồi, đừng cứ được nước làm tới rồi gây ra chuyện đáng xấu hổ. Dứt lời, Lãnh Kế Hồng dùng sức đẩy tay Trần Quốc Hoa ra, lạnh lùng liếc nhìn đám người, sau đó sải bước đi vào văn phòng tập đoàn Vi Nhan. Khi vào đến văn phòng, Lãnh Kế Hồng cân nhắc một hồi vẫn quyết định gọi cho Khương Vi Nhan nói lại hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho cô. Mặc dù Trần Quốc Hoa rất dễ đối phó nhưng mấy môn chủ kia lại không phải là người dễ nói chuyện. Ông ta không gánh nổi chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Lãnh Kế Hồng vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Khương Vi Nhan. Một lúc sau, Khương Vi Nhan mới bắt máy nói, sếp Lãnh, có chuyện gì sao? Hai, sếp Khương, xảy ra một chút chuyện nhỏ, Trần Quốc Hoa dẫn mấy vị môn chủ đến tận công ty, tôi thấy vẻ mặt Trần Quốc Hoa như có ý không tốt, nhưng trong đó có một môn chủ hình như có vẻ hơi nghi ngờ về thái độ của Trần Quốc Hoa. Lãnh Kế Hồng không quen biết Lạc Cửu Anh. Nhưng vẻ mặt Lạc Cửu Anh đã nói cho Lãnh Kế Hồng biết thật ra cụ ta vô cùng bất mãn với thái độ của Trần Quốc Hoa. Nói cách khác, Lạc Cửu Anh có thể là điểm đột phá trong số những người này. Chỉ là Lãnh Kế Hồng không dám chắc suy nghĩ của Lạc Cửu Anh nên mới nói mơ hồ như vậy. Ừ, được rồi, lát nữa tôi sẽ đến. Dứt lời, Khương Vi Nhan cúp máy đi đến sảnh chính biệt thự, nói với Độ Thiên chân nhân, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Trần Quốc Hoa hẹn mấy môn chủ kéo đến công ty chúng ta rồi. Hả? Nghe thấy vậy. Độ Thiên chân nhân nhíu mày nhìn Khương Vi Nhan, suy nghĩ rồi nói, thế ý của chủ mẫu là. Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Cho dù chúng ta tránh không gặp thì Trần Quốc Hoa cũng sẽ tìm đến đây thôi. Khương Vi Nhan bình thản nói. Đối mặt với loại người như Trần Quốc Hoa tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước. Nếu không sẽ bị cụ ta chèn ép. Chương 1322. Chủ mẫu. Nếu cô đã quyết định thì tôi đi cùng với cô. Độ Thiên chân nhân nói, sau đó đứng lên lấy bảo kiếm của mình rồi cầm chặt nó. Độ Thiên chân nhân cũng cực kỳ lo lắng thấp thỏm, dù sao bốn tông môn lớn cùng đến gây rối, Thiên Kiếm Tông chưa chắc có thể chống lại được. Độ Thiên chân nhân đi theo Khương Vi Nhan đến tập đoàn Vi Nhan, vừa bước xuống xe đã chạm mặt với đám người Trần Quốc Hoa. Trần Quốc Hoa cao ngạo nhìn Độ Thiên chân nhân và Khương Vi Nhan. Sau đó chỉ vào hai người rồi nói với mấy người phía sau, cô ta chính là Khương Vi Nhan. Mấy môn chủ đó chưa lên tiếng, Độ Thiên chân nhân đã vung thanh kiếm dài trong tay lên, sắc mặt u ám nói, có gì thì lên trên rồi nói, ở đây người qua lại nhiều không tiện. Nói xong, Độ Thiên chân nhân hộ tống Khương Vi Nhan bước vào tòa nhà văn phòng của tập đoàn Vi Nhan. Ê, cái ông già này. Đường Bách Thành hung hăng trợn mắt nhìn Độ Thiên chân nhân. Môn chủ Đường, đừng kích động, vị này chắc là Độ Thiên chân nhân, ông ta là cao thủ lĩnh hội được kiếm cảnh, tốt nhất đừng nên xảy ra xung đột gì với ông ta. Dứt lời, Lạc Cửu Anh kéo Trần Quốc Hoa lại căn dặn, anh Trần, đừng kiêu ngạo bức ép người khác, hôm nay chúng ta đến để giải quyết vấn đề chứ không phải để kéo thêm thù hận. Trần Quốc Hoa gật đầu nói, anh Lạc yên tâm đi. Tôi có tính toán của mình cả rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt Trần Quốc Hoa, Lạc Cửu Anh sao có thể yên tâm được đây? Thấy mọi người đều theo Trần Quốc Hoa đi vào tập đoàn Vi Nhan, Lạc Cửu Anh cũng chỉ đành thở dài rồi đi vào cùng. Lúc bước vào phòng họp mà hôm trước từng đến, mấy người Trần Quốc Hoa lần lượt tìm ghế để ngồi. Mấy người Đường Bách Thành lạnh lùng nhìn Độ Thiên chân nhân,
Độ Thiên chân nhân chỉ hờ hững nói, các vị có chuyện gì thì có thể nói theo thứ tự từng người một. Nhưng nơi này là tập đoàn Vi Nhan, không phải là võ tông của các vị, nên xin các vị hãy chú ý biết chừng mực. Độ Thiên chân nhân vừa nói vừa đặt tay lên chuôi kiếm, khẽ gõ lên đó vài cái. Hừ, Độ Thiên chân nhân đúng không? Thiên kiếm tông các ông có ý kính trọng Tiêu Chính Văn là chuyện của các ông, nhưng người khác chưa chắc đã hèn nhát như các ông. Đường Bách Thành đập mạnh lên bàn tức giận quát. Nghe thế Độ Thiên chân nhân lạnh lùng nhìn Đường Bách Thành. Nhưng Khương Vi Nhan vẫn chưa nói gì, Độ Thiên chân nhân cũng không tiện làm bậy. Bỏ đi, chúng ta đến đây để giải quyết vấn đề nên không cần phải tranh chấp. Lạc Cửu Anh vội đứng lên giải vây nói. Khương Vi Nhan gật đầu nói, đúng thế, chúng ta đều vì giải quyết vấn đề, tôi không muốn nhắc lại chuyện trước đó nữa, sở dĩ tập đoàn Vi Nhan chúng tôi muốn nhà họ Trần giao nộp tài sản ra không phải là lừa gạt tống tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1323. Mà là vì hành động trước đó của nhà họ Trần đã gây ra tổn thất khôn lường với tập đoàn Vi Nhan. Nói xong, Khương Vi Nhan lại lấy một bản báo cáo ra đưa cho mấy người Trần Quốc Hoa, sau đó ra hiệu cho mọi người xem. Lạc Cửu Anh cầm bản báo cáo này trong tay đọc lướt qua. Cụ ta không hiểu gì về mấy thứ kinh doanh này nhưng lời Khương Vi Nhan nói không phải không có lý. Cụ ta không rõ tranh chấp giữa nhà họ Trần và tập đoàn Vi Nhan. Nếu đã làm tổn hại đến lợi ích của người khác thì phải nên bồi thường. Dù là trong võ tông cũng mắc nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Hừ, ăn nói bậy bạ. Trần Quốc Hoa không thèm đọc bản báo cáo mà ném thẳng nó sang một bên. Cụ ta đập bàn nói với Khương Vi Nhan, cô có biết tài sản của nhà họ Trần đáng giá bao nhiêu không? Cô mở miệng ra là bảo giao nộp tài sản được à? Đúng thế, làm ăn kinh doanh mà, tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Không thể cứ mỗi lần bản thân mình làm ăn không tốt thì lại bảo người khác bồi thường được, Đường Bách Thành lạnh lùng nói. Các vị, tôi đã nói rồi, đây là vì hành vi của nhà họ Trần mới gây ra tổn thất cho chúng. Láo xược. Không để Khương Vi Nhan nói hết câu, Đường Bách Thành tức giận ngắt lời, bọn tôi xem thường mấy đồng tiền thối tha của công ty các cô. Hơn nữa lẽ nào mấy bản mặt già này của bọn tôi còn không bằng mấy trăm triệu đó sao? Bốn môn chủ chúng tôi ra mặt cùng lúc thế này, cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Vèo. Lạc Cửu Anh không nhìn được quay đầu nhìn về phía Đường Bách Thành, tên này đến để gây chuyện đây mà. Không đợi Lạc Cửu Anh lên tiếng, Độ Thiên chân nhân đã lạnh lùng cười nói, xem ra ý của các vị là muốn dùng vũ lực để giải quyết phải không? Không không không, chúng tôi tuyệt đối không có ý này. Lạc Cửu Anh không đợi Đường Bách Thành lên tiếng đã vội vàng cướp lời giải thích. Thật ra, bắt nhà họ Trần giao nộp toàn bộ sản nghiệp quả thực hợp tình hợp lý. Thế nhưng có thể xin xếp Khương đối xử khoan hồng, cho nhà họ Trần một con đường sống hay không? Lạc Cửu Anh ôn hòa giải thích. Khương Vi Nhan nhìn sâu vào mắt Lạc Cửu Anh, khẽ cười nói, các vị tiền bối, thật ra chúng ta có thể đổi vị trí mà suy xét một chút. Nếu như ngày đó người nhà họ Viên thắng thì xếp Trần có cho tập đoàn Vi Nhan của chúng tôi một con đường sống hay không? Sự việc đi tới nước này đã không còn đơn giản chỉ là vấn đề làm ăn kinh doanh nữa rồi. Ông xem, những công ty này vốn dĩ đều đã giao nộp hết sản nghiệp ra, thế nhưng tại sao chúng tôi lại trả lại cho bọn họ chứ? Bởi vì bọn họ không phải chủ mưu mà chỉ là tòng phạm mà thôi, kẻ quân tử nên có trái tim nghĩ suy cho cả thiên hạ. Diệt trừ kẻ đầu sỏ, tránh hậu họa về sau. Ông có nghĩ là đạo lý này không? Tôi. Lạc Cửu Anh ho khan vài tiếng, không khỏi thầm khen ngợi. Chương 1324. Đừng nhìn Khương Vi Nhan chỉ là một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi đầu mà lầm, lời cô nói quả thực chữ nào chữ nấy cũng đều rất sắc bén sâu xa. Khiến cho một lão làng giang hồ như cụ ta không tìm được kẽ hở nào. Họ Khương kia, bớt nói nhảm, rốt cuộc cô muốn thế nào, nói thẳng ra luôn đi. Đường Bách Thành thấy mình nói lý không lại, chỉ có thể cắt ngang. Trần Quốc Hoa cũng híp mắt nói, xếp Khương, thật ra hiện giờ căn nguyên của toàn bộ sự việc đã không còn quan trọng nữa, những môn chủ này đều đã tới đây,
nếu như cô còn cố chấp thêm nữa thì cô không chỉ đắc tội với nhà họ Trần chúng tôi mà còn với cả bốn tông môn lớn nữa. Tập đoàn Vi Nhan nhỏ bé của cô có gánh nổi không? Lời nói của Trần Quốc Hoa hơi nặng nề. Độ Thiên Chân Nhân cầm bảo kiếm, lạnh lùng cười nói, tập đoàn Vi Nhan không gánh nổi thì Thiên Kiếm Tông của tôi sẽ thay tập đoàn Vi Nhan gánh. Vừa dứt lời, cả phòng hội nghị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trầm mặc mất vài giây, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Quốc Hoa và Khương Vi Nhan. Tốt, rất tốt. Đường Bách Thành chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng cười nói, xem ra Độ Thiên Chân Nhân và xếp Khương không định giữ thể diện cho chúng tôi rồi. Xin lỗi, không phải chúng tôi không giữ thể diện mà là mấy người không có chút thể diện nào. Độ Thiên Chân Nhân cướp lời đáp trả. Nếu như không phải Khương Vi Nhan đang ở đây, Độ Thiên Chân Nhân đã tiễn Đường Bách Thành xuống chầu Diêm Vương từ lâu. Làm gì có chuyện để tên này vui vẻ lâu như vậy? Hừ, nếu như đây chính là thái độ cuối cùng của mấy người thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Hai tông chủ của Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông đứng phát dậy, trong đáy mắt hơi lóe lên ánh sáng sắc lạnh. 4-1, dù cho Độ Thiên Chân Nhân đã lĩnh ngộ được kiếm cảnh thì đã sao? Độ Thiên Chân Nhân thấy vậy thì khẽ cười, sau đó vỗ tay 3 tiếng ra ngoài cửa. Cửa phòng hội nghị mở toang, hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông bước thẳng vào trong phòng hội nghị. Xếp Khương, mời cô ra ngoài nghỉ ngơi một lát, tôi có vài lời cần nói với mấy anh em này. Độ Thiên Chân Nhân đứng dậy nói. Sắc mặt Khương Vi Nhan hơi cứng đờ. 4-1, lúc trước Độ Thiên Chân Nhân cũng từng bị thương nặng. Ông à, không được đâu. Nói xong, Khương Vi Nhan khẽ giữ lấy thanh kiếm dài của Độ Thiên Chân Nhân, trầm giọng nói, dù thế nào thì mấy người cũng phải để cho chúng tôi bàn bạc đã chứ, giờ này ngày mai tôi sẽ cho mấy người câu trả lời, thế nào? Thấy Khương Vi Nhan đã có dáng vẻ chịu thua, Lạc Cửu Anh vội vàng đứng dậy nói, đương nhiên là được, chúng tôi cũng không phải những kẻ không biết điều, nhưng hy vọng xếp Khương đừng có mà không nể mặt mấy lão già chúng tôi. Dứt lời, cụ ta kéo theo Trần Quốc Hoa cùng bước ra khỏi phòng hội nghị. Thấy Trần Quốc Hoa bị lôi đi, mấy người Đường Bách Thành cũng đành đi theo. Thế nhưng trước khi ra khỏi cửa, Đường Bách Thành còn đặc biệt nhìn Độ Thiên Chân Nhân bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Chương 1325. Trong ánh mắt của cụ ta toát lên sát khí ngút trời. Mãi tới khi bọn họ đi xa, Khương Vi Nhan mới nói với Độ Thiên Chân Nhân, ông à! Trên người ông có vết thương, một đấu với bốn thì chắc chắn chỉ còn đường chết mà thôi. Thà rằng từ bỏ sản nghiệp nhà họ Trần chứ không thể để cho ông vì việc này mà gặp chuyện được. Nghe thấy lời này, Độ Thiên Chân Nhân cảm động không thôi. Cụ ta nhìn Khương Vi Nhan một lúc lâu, sau đó quỳ xuống trước mặt Khương Vi Nhan, run giọng nói, tôi sẽ nhớ mãi không quên ân tình của chủ mẫu, thế nhưng chuyện này e là chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Có điều xin chủ mẫu yên tâm, vài ngày nữa bốn thủ lĩnh của Thiên Kiếm Tông chúng tôi sẽ tới Giang Trung. Trước khi cậu Tiêu trở về, dù cho tôi có xương tan thịt nát thì cũng nhất định phải bảo vệ chủ mẫu an toàn. Nghe thấy lời này, Khương Vi Nhan cũng rất cảm động, vội vàng dùng hai tay đỡ Độ Thiên Chân Nhân dậy. Chủ mẫu, đêm nay tốt nhất cô đừng trở về, hoặc có thể qua bên nhà họ lãnh nghỉ tạm một đêm. Độ Thiên Chân Nhân lo nghĩ nói. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy của Đường Bách Thành khiến Độ Thiên Chân Nhân luôn có dự cảm chẳng lành. Địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng, cách tốt nhất là tạm thời lẩn tránh. Chuyện này. Lãnh Kế Hồng vẫn luôn ngồi bên cạnh chưa nói lời nào vội vàng đứng dậy lên tiếng, ông ấy nói đúng đấy, xếp Khương, cô yên tâm, nhà họ Lãnh chúng tôi còn có một căn biệt thự ở ngoại thành, người ngoài đều không biết tới. Tôi cử người giúp cô dọn dẹp lại một chút rồi phái thêm vệ sĩ qua bảo vệ cho sự an toàn của cô, trước khi cậu Tiêu trở về thì sự an toàn của cô mới là số một. Thấy Lãnh Kế Hồng và Độ Thiên Chân Nhân đều hết lời khuyên giải, Khương Vi Nhan cũng chỉ đành nghe theo. Thấy Khương Vi Nhan gật đầu, Lãnh Kế Hồng và Độ Thiên Chân Nhân đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cho người đưa Khương Vi Nhan tới căn biệt thự còn lại của nhà họ Lãnh, Lãnh Kế Hồng mới cau mày nói, ông à, ý của ông là đêm nay bọn chúng có thể sẽ tập kích bất ngờ sao? 10 phần thì có tới 8-9 phần là vậy.
Trong số những tên này, đại đa số đều không phải là người lương thiện. Vậy nên chúng ta không thể không phòng bị. Độ Thiên Chân Nhân hít sâu vào một hơi, rồi nói. Ông vẫn còn có vết thương trên người, hay là thế này, nhà họ Lãnh chúng tôi còn có mấy cao thủ biết dùng súng, chi bằng cũng cử nốt qua đây, mặc dù không có tác dụng lớn gì nhưng nếu bị đánh úp thì có lẽ vẫn dùng được. Nghe tới đây, Độ Thiên Chân Nhân lắc đầu cười khổ. Dù có là cường giả ở cảnh giới chiến thần cấp thiên thì cũng không có chuyện dùng súng đạn là có thể tùy tiện làm bị thương chứ đừng nói là giết chết. Đạt tới cảnh giới thiên vương, đừng nói là dùng súng bắn, có dùng pháo nổ thì cũng chưa chắc đã có thể giết chết. Sếp Lãnh, không cần đâu, tôi tự có cách, cậu bảo vệ sếp Khương cho tốt, hai đệ tử của tôi cũng giao cho cậu, cậu chỉ cần bảo đảm sếp Khương bình an vô sự là được. Nói xong, Độ Thiên Chân Nhân sải bước ra khỏi phòng hội nghị. Sau khi Khương Vi Nhan rời đi, trong lòng cô vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Độ Thiên Chân Nhân. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trụ sở chính của Điện Thần Long, chú ý động thái của các bên mọi lúc. Chuông điện thoại không ngừng vang lên, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, sau đó nhận điện thoại. Chồng à, anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Khương Vi Nhan. Chương 1326. Anh đang làm việc bên ngoài, có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn vừa nghe điện thoại, đã nhíu mày hỏi. Không cần nói cũng biết trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không, có Độ Thiên Chân Nhân và Lãnh Kế Hồng trợ giúp đỡ thì Khương Vi Nhan sẽ không thể gọi điện cho anh. Trong nhà xảy ra chút chuyện, em rất lo cho sự an toàn của Độ Thiên Chân Nhân, sáng hôm nay. Khương Vi Nhan kể lại toàn bộ mọi việc cho Tiêu Chính Văn. Nghe Khương Vi Nhan nói xong, Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm. Chồng à, ý của ông ấy là chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực, nhưng ông ấy đang bị thương, chuyện này phải làm sao bây giờ? Hay là chuyện nhà họ Trần, chúng ta nhượng bộ một bước? Khương Vi Nhan như đang thương lượng với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, chuyện đến nước này đã không còn đường lui nữa rồi. Bốn tông môn lớn đã nhúng tay vào. Nếu như chúng ta nhượng bộ thì bọn họ sẽ càng được đà lấn tới. Anh sẽ nghĩ cách, đêm nay anh sẽ nhanh chóng trở về Giang Trung. Tạm thời em cứ ở trong biệt thự mà Lãnh Kế Hồng sắp xếp đi. Không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tiêu Chính Văn nói xong liền an ủi Khương Vi Nhan thêm vài câu rồi mới cúp máy. Long Vương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Long Nguyệt ôm một chồng văn kiện bước vào. Thấy Tiêu Chính Văn sững người bỏ điện thoại xuống nên cau mày hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, nói, không sao, lát nữa thu xếp máy bay trực thăng, đêm nay tôi sẽ trở về Giang Trung. Về Giang Trung ư? Long Nguyệt suy nghĩ một lát cũng đoán ra được chuyện gì đó, gật đầu nói, rõ. Vậy, có cần Điện Thần Long phái người? Không cần, chỉ là trong nhà có vài chuyện vặt vãnh cần xử lý thôi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Nghe vậy, Long Nguyệt vội vàng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Điện Thần Long không chỉ có máy bay trực thăng vũ trang riêng mà còn có hơn chục chiếc máy bay chiến đấu. Nhưng nơi này cách Giang Trung không xa, ngồi trực thăng chưa đến một tiếng đồng hồ đã đến Giang Trung. Chưa đến 20 phút sau, Long Nguyệt lại trở về phòng làm việc, báo cáo với Tiêu Chính Văn, Long Vương, máy bay trực thăng đã sẵn sàng. Có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, giao lại một số chuyện cho Long Nguyệt. Sau đó anh mới đứng dậy, đi ra khỏi hang động. Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã đậu ở cửa hang động, Tiêu Chính Văn không nói gì, mà bước lên trực thăng luôn. Tiếng động cơ gầm lên, chiếc trực thăng lao về phía Giang Trung với tốc độ rất nhanh. Chương 1327. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Tiêu, Độ Thiên Chân Nhân đang dặn dò mấy đệ tử. Đêm nay không xảy ra chuyện gì thì tốt, còn nếu xảy ra chuyện thì có lẽ cụ ta sẽ chết ở đây. Có rất nhiều chuyện của Thiên Kiếm Tông cần bàn giao lại một lần nữa. Sư phụ, theo đệ tử thấy, sao chúng ta không trở về Thiên Kiếm Tông? Đến địa bàn của chúng ta thì bốn tông môn lớn là cái thá gì chứ?
Một đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân rơm rớm nước mắt nói. Độ Thiên Chân Nhân khẽ lắc đầu, sư phụ sống hay chết cũng không sao, nhưng cô Khương thì thế nào đây? Có lẽ chúng ta còn chưa ra khỏi Giang Trung, cô ấy đã bị bọn họ nhắm tới rồi, một khi. Nói đến đây, Độ Thiên Chân Nhân khẽ thở dài, tiếp theo, chuyện trong tông môn sẽ giao cho trưởng môn xử lý, sư phụ đã quản lý tông môn đã gần 10 năm, cũng đến lúc giao lại quyền cho trưởng môn rồi. Sư phụ, thực ra, trưởng môn cũng rất hy vọng người trở về Thiên Kiếm Tông, mọi người ở Thiên Kiếm Tông đều trông cậy vào sư phụ. Vài đệ tử đồng loạt quỳ xuống đất. Không phải Độ Thiên Chân Nhân luôn nắm giữ quyền quyết định của Thiên Kiếm Tông, mà là toàn bộ Thiên Kiếm Tông chỉ có Độ Thiên Chân Nhân là cường giả cảnh giới Thiên Vương cấp thiên. Nói cách khác, vinh nhục của Thiên Kiếm Tông đều gắn trên người Độ Thiên Chân Nhân. Trưởng môn của Thiên Kiếm Tông cũng vô cùng lo lắng sau khi nghe tin Độ Thiên Chân Nhân sắp gặp tai họa. Đời này, có một số việc biết trước là sẽ chết, nhưng cũng vẫn phải làm. Đây là điều cuối cùng sư phụ có thể dạy cho con trong quãng đời này. Dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân xua tay với mọi người. Sư phụ! Ba đệ tử rưng rưng nước mắt, quỳ trước mặt Độ Thiên Chân Nhân, dập đầu xuống đất, vang lên tiếng nước mắt rơi tí tách. Mau! Độ Thiên Chân Nhân còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ của trực thăng trên đầu. Trong chốc lát, chỉ thấy một bóng người nhảy khỏi trực thăng. Là anh Tiêu trở về rồi. Mắt vài đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân sáng lên, vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng chạy ra sân. Anh Tiêu, Tiêu Chính Văn thấy trên mặt bọn họ đầm đìa nước mắt, không khỏi nhíu mày nói, mọi người. Hức, không, không sao, anh quay về là tốt rồi, anh quay về là tốt rồi. Mấy người bọn họ vây lại chào đón Tiêu Chính Văn vào biệt thự. Chương 1328. Độ Thiên Chân Nhân thấy Tiêu Chính Văn lập tức cúi người chào, chủ thượng, thuộc hạ vô dụng, khiến chủ thượng lo lắng rồi. Không cần Tiêu Chính Văn nói, Độ Thiên Chân Nhân cũng có thể đoán được rằng Khương Vi Nhan đã gọi điện cho Tiêu Chính Văn, nếu không, Tiêu Chính Văn sẽ không trở về đột ngột như vậy. Chuyện ở Giang Trung tôi đã biết hết rồi, ý của bốn tông môn lớn là muốn giải quyết với chúng ta bằng vũ lực sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đỡ Độ Thiên Chân Nhân dậy. Không phải. Độ Thiên Chân Nhân khẽ lắc đầu, thực ra, môn chủ của Thanh Phong môn là Lạc Cửu Anh cũng không muốn gây sự với chúng ta, nhưng tên Đường Bách Thành kia mới là người muốn gây chuyện. Dù sao thì bốn người bọn họ cũng có quan hệ không bình thường, mà lúc chuẩn bị rời đi, sắc mặt của Đường Bách Thành không được tốt lắm, tôi đoán là trong đêm nay, Đường Bách Thành sẽ đến đây. Hơn nữa Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông cũng có ý mượn chuyện này để tạo dựng danh tiếng. Trên đời này, cái gì cũng xuất phát từ chữ lợi ích. Thái độ lần này của Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông cứng rắn như vậy là bởi vì ngoại trừ có giao tình với Trần Quốc Hoa, thì quan trọng nhất là Tiêu Chính Văn vừa đánh bại Viên Thắng Thiên. Nếu như lúc này có thể ép Tiêu Chính Văn cúi đầu, hoặc ba người bọn họ hợp lực xử lý Tiêu Chính Văn thì nhất định sẽ trở nên nổi tiếng sau một trận chiến. Trước lợi ích to lớn như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ đánh mất lý trí. Chỉ có Lạc Cửu Anh vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. Nhưng một mình cụ ta sao có thể chi phối được ba người kia? Ừ. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó cười nói, biết rõ là đường cụt rồi, tại sao ông không trở về Thiên Tông kiếm? Chủ thượng nói đùa rồi, tôi đã hứa với chủ thượng rằng trước lúc cậu quay về, sẽ bảo vệ chủ mẫu bình an vô sự, cho dù tôi thịt nát xương tan cũng nhất định phải giữ lời hứa. Ông quả nhiên là anh hùng. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa một trang sao chép của mảnh giấy cũ trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục cho Độ Thiên Chân Nhân. Trong đây ghi chép toàn bộ nội dung liên quan tới kiếm cảnh. Nhận trang giấy Tiêu Chính Văn đưa cho, Độ Thiên Chân Nhân không khỏi sửng sốt. Cụ ta không ngờ thứ cả đời này cụ ta không thể hiểu thấu này, Tiêu Chính Văn lại có thể dễ dàng cho đi. Chủ thượng, cái này, sao tôi dám nhận chứ? Độ Thiên Chân Nhân vội vàng quỳ xuống đất. Ông xứng đáng có được nó, mau đứng lên đi, chúng ta cùng bày bố trận pháp, để tiếp đón tử tế mấy vị môn chủ kia. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Chương 1329.
Độ Thiên chân nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Bày bố trận pháp ư? Từ thời cổ xưa võ tông Hoa Quốc đã có trận pháp. Nhưng trận pháp dần dần thất truyền cách đây 1000 năm trước. Đến bây giờ, trong hàng trăm tông môn ở võ tông số người bày bố trận pháp đã rất ít. Ngược lại, nhánh chính nhà họ Âm Dương ở Vi Hào lại kế thừa một phần tinh hoa của trận pháp, nhưng cũng chưa có được tinh túy của nó. Lẽ nào Tiêu Chính Văn lại được kế thừa trận pháp? Thấy trong mắt Độ Thiên chân nhân hiện lên vẻ ngờ vực, Tiêu Chính Văn nói, thật ra trận pháp không thâm hậu như vậy đâu, mặc dù tôi và ông đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương 4 sao nhưng dù sao trên người đều có vết thương. Vậy nên thứ chúng ta cần là phải làm cho thực lực của đối phương suy giảm ngay khi bước vào căn biệt thự. Thật ra ông cũng có thể bày bố trận pháp này, hơn nữa còn có thể tăng thêm uy lực cho kiếm cảnh. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giải thích khái quát cho Độ Thiên chân nhân. 11 thanh kiếm dài lần lượt chôn vào những chỗ khác nhau, sau đó lại sửa đổi một số chi tiết. Nhìn Tiêu Chính Văn làm xong hết mọi thứ, Độ Thiên chân nhân có cảm giác hốt hoảng. Lẽ nào như vậy là có thể hình thành trận pháp sao? Khi Độ Thiên chân nhân còn đang chìm trong ngờ vực thì thấy Tiêu Chính Văn lấy 9 ngọn đèn dầu đặt lần lượt vào 9 vị trí khác nhau, sau đó nín thở tập trung rồi bỗng giơ tay ra. Phù! 9 ngọn đèn dầu cùng lúc sáng lên, hơi thở trong biệt thự đều trở nên hơi khác lạ. Chủ thượng, đây là trận pháp gì thế? Độ Thiên chân nhân khó hiểu hỏi. Đây chính là kiếm thánh trận, không chỉ làm sức mạnh của kẻ địch bước vào đây giảm xuống mà còn có thể tăng thêm uy lực cho kiếm cảnh của ông. Trận pháp này có thể rộng hoặc hẹp, rộng thì có thể đưa người đứng trong vài cây số vào trận pháp. Hẹp thì chỉ trong phạm vi một căn phòng, nhưng chỉ khi gặp phải kẻ địch mạnh mới có thể dùng, nếu không cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn sức mạnh của bản thân. Lúc nói chuyện Tiêu Chính Văn đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Thật ra bất kỳ trận pháp nào cũng tiêu hao sức lực và tinh thần của người bày bố trận pháp. Dù sao sức lực của một người có hạn, cho dù là Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể hoàn thành trận pháp đơn giản này mà thôi. Sau khi được ông lão ở núi Côn Luân nhắc nhở, Tiêu Chính Văn đã hiểu ra không ít về trận pháp, hơn nữa uy lực của trận pháp mà anh bày bố ra cũng tăng lên. Có thể nói sau khi dung hợp hoàn toàn trái tim rồng Kim Long và trái tim rồng Xích Long, Tiêu Chính Văn đã có thêm không chỉ một cách bảo vệ tính mạng. Nếu không đêm nay dù Tiêu Chính Văn có về thì cũng sẽ là một trận chiến gian nan khó phân thắng bại. Sau khi bày bố trận pháp xong, Tiêu Chính Văn bèn đi vào biệt thự. Còn nửa ngày ngắn ngủi nữa trời mới tối, vừa khéo có thể nhân lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức. Độ Thiên chân nhân đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói, chủ thượng, tôi có một chuyện không hiểu lắm. Xin chủ thượng hãy chỉ rõ cho tôi biết. Ừ, ông nói đi. Tiêu Chính Văn chậm rãi mở mắt ra nhìn Độ Thiên chân nhân nói. Chương 1330. Nếu trận pháp này đã có thể làm giảm sức mạnh của đối phương thì tại sao chúng ta ở trong trận pháp lại không có cảm nhận gì thế? Đây là thắc mắc Độ Thiên chân nhân không thể lý giải được nhất. Lẽ nào trận pháp này còn có linh tính sao? Nhưng suy cho cùng vật chết vẫn là vật chết chứ. Tất nhiên không phải không có cảm nhận gì, chỉ là vì trong quá trình bày bố ở tất cả trận pháp, người thực hiện phải hòa mình làm một với trận pháp. Nói cách khác, người bày bố trận pháp chết đi thì trận pháp cũng không tồn tại. Vì bản thân chúng ta là một phần của trận pháp nên khi bày bố trận pháp mới tiêu hao tinh thần và sức lực của mình. Vì thế không phải trận pháp có thể nhận ra người mà là vì chúng ta đã giao phó cho linh tính của trận pháp. Dứt lời, Tiêu Chính Văn khẽ nhắm mắt lại, ngồi trên ghế sofa yên lặng đợi trời tối. Đám người là Cửu Anh không hề biết chuyện Tiêu Chính Văn bí mật quay về Giang Trung. Trên đường về, là Cửu Anh lại nhiều lần thuyết phục nhưng đám người Đường Bách Thành vẫn không cho là đúng. Sắc mặt Độ Thiên chân nhân không tốt chứng tỏ cụ ta không phải đang bị thương. Mà là vết thương cũ tái phát, đây là lúc tốt nhất để ra tay tiêu diệt Độ Thiên chân nhân. Dù Tiêu Chính Văn có quay về thì Độ Thiên chân nhân cũng đã chết, cậu ta có thể làm gì được chứ? Hai vị môn chủ, theo tôi thấy đêm nay chúng ta có thể đến gặp Độ Thiên chân nhân cũng chẳng sao. Đường Bách Thành nói với tông chủ của Thiên Vũ Tông và Võ Anh Tông.
Lúc này là Cửu Anh đã quay về Thanh Phong môn trước một bước. Trong biệt thự nhà họ Trần chỉ còn lại Đường Bách Thành và hai vị môn chủ kia. Nghe nói thế Trần Quốc Hoa không khỏi phấn khởi. Cụ ta nhìn Đường Bách Thành nói, môn chủ Đường, ông chính là cứu tinh của nhà họ Trần chúng tôi. Chỉ cần nhà họ Trần sống sót qua hoạn nạn lần này thì chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ môn chủ Đường. Thấy Trần Quốc Hoa đã nói đến thế, hai tông chủ của Thiên Vũ Tông và Võ Anh Tông cũng không cam lòng chịu thua, đồng loạt đứng lên nói, đúng thế, tôi nghĩ Độ Thiên Chân Nhân chắc vẫn còn vết thương cũ trên người nên đây chính là thời cơ tốt nhất để trừ khử ông ta. Tông chủ Thiên Vũ Tông Lư Đức Phượng nheo mắt nói với vẻ nham hiểm. Nghe cụ ta nói thế, tông chủ Võ Anh Tông cũng nở nụ cười độc ác, nếu thuận lợi tiêu diệt được Độ Thiên Chân Nhân thì không ngại nuốt luôn cả Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông là một trong 10 tông môn lớn, nếu ba tông môn của họ chia đều miếng bánh này với nhau thì các tông môn đều có thể lớn mạnh hơn rất nhiều. Đúng ý tôi rồi. Đường Bách Thành cũng cười khẩy đáp. Ba người phối hợp ăn ý với nhau, sau đó bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch. Dù sao giết Độ Thiên Chân Nhân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đã là cường giả lĩnh hội kiếm cảnh thì cho dù có yếu hơn nữa đi chăng nữa, cũng không thể coi thường một đòn tấn công của cụ ta. Ba người bàn bạc với nhau cả một buổi chiều, cuối cùng đi đến thống nhất. Chương 1331. Đến đêm khuya, họ mới nhân lúc trời tối chạy đến gần biệt thự nhà họ Tiêu. Lúc này đèn đuốc trong biệt thự nhà họ Tiêu vẫn còn sáng choang. Trong sân còn thắp mấy ngọn đèn dầu. Trông không phù hợp lắm với sân vườn kiểu hiện đại. Hơn nữa Đường Bách Thành cứ có cảm giác kỳ lạ tựa như biệt thự trước mặt có gì đó không đúng lắm. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Môn chủ Đường, sao căn biệt thự này có gì đó quái lạ nhỉ? Tông chủ Võ Anh Tông Lưu Hách Tuyên cũng nhíu mày. Mặc dù vẫn chưa bước vào biệt thự nhưng cụ ta lại có cảm giác nếu mình bước vào trong căn biệt thự này thì e là rất khó sống sót để ra ngoài. Cường giả đến cảnh giới này thì giác quan thứ 6 đều vượt xa người thường. Bình thường càng không thể tự dưng lại có cảm giác như sắp gặp kẻ thù thế này. Hừ, tôi thấy vấn đề nằm ở mấy ngọn đèn dầu đó, hẳn là Độ Thiên Chân Nhân đoán được đêm nay chúng ta sẽ đến nên mới cố ý bày bố trong sân. Mục đích là để chúng ta biết khó mà tránh, nhưng chỉ mấy ngọn đèn dầu sao có thể dọa được chúng ta chứ? Nói xong, Đường Bách Thành bước vào biệt thự nhà họ Tiêu. Lưu Hách Tuyên và Lư Đức Phượng nhìn nhau, sau đó cũng đi theo Đường Bách Thành vào bên trong biệt thự. Đến trước cổng biệt thự, thấy xung quanh chẳng có lấy một bóng người bảo vệ, Đường Bách Thành khẽ đẩy cổng vào. Cót két. Hả? Sao lại là âm thanh này? Đây là tiếng chỉ cửa gỗ cũ mới có thôi. Nhưng rõ ràng biệt thự nhà họ Tiêu là cổng sắt, hơn nữa còn là cổng sắt mới tinh. Đường Bách Thành nhíu mày, vừa do dự một thoáng, Lư Đức Phương và Lưu Hách Tuyên ở phía sau cũng đã đến gần. Môn chủ Đường, sao thế? Thấy Lư Đức Phương hỏi, Đường Bách Thành làm như không có chuyện gì cười nói, không có gì, tôi chỉ thấy lạ là tại sao nhà họ Tiêu chẳng có lấy một người bảo vệ biệt thự. Nhưng dù có hàng trăm hàng nghìn bảo vệ thì đã sao nào. Nói xong, Đường Bách Thành đẩy cửa bước vào. Ba người vừa đặt chân vào khoảng sân trước mặt của biệt thự, trong sân bỗng nổi lên một trận gió. Vù! Ba người gần như run rẩy cùng lúc. Chắc chắn cái sân này có vấn đề, chỉ là họ không nhìn ra vấn đề đó nằm ở đâu thôi. Ngay khoảnh khắc ba người vừa sải bước vào trong sân, Tiêu Chính Văn bỗng mở choàng hai mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa nói, bạn của chúng ta đến rồi. Độ Thiên Chân Nhân cầm thanh kiếm dài, chậm rãi mở mắt rồi đứng dậy nói, chủ thượng, tôi đi đánh với họ. Tiêu Chính Văn xua tay, không vội. Sau đó anh đứng lên nhìn ra ngoài sân qua lớp cửa kính. Thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn xuất hiện ở trước cửa, đám người Đường Bách Thành sửng sốt, sau đó đều nở nụ cười khinh thường. Chương 1332. Tiêu Chính Văn cùng lắm chỉ là cảnh giới Thiên Vương 4 sao, cách biệt với ba người họ rất nhiều. Còn Độ Thiên Chân Nhân lại chỉ có thể xem là một nửa đối thủ. Nói cách khác, bây giờ rơi vào tình thế 3 đánh 2, xem ra khả năng ba người họ đánh thắng Tiêu Chính Văn vẫn rất lớn.
Là Tiêu Chính Văn. Lưu Hách Tuyên nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn rồi rút kiếm của mình ra. Ba vị, nếu đã đến rồi chi bằng vào nhà ngồi một lát nhé. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói với đám người Đường Bách Thành. Hừ, thằng danh Tiêu Chính Văn, hôm nay bọn tôi đến để lấy đầu của cậu, có lời trăng trối hay nguyện vọng gì chưa hoàn thành thì có thể nói, có lẽ bọn tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nó. Đường Bách Thành đắc ý cười nói. Cùng lúc đó, ba người đứng giáp lưng với nhau chiếm vị trí tấn công tốt nhất. Chỉ đợi Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân đến quyết đấu. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đèn dầu trong sân, thấy ngọn đèn lúc sáng lúc tối thì biết trận pháp đã bắt đầu hoạt động. Lúc này anh mới nói với Độ Thiên Chân Nhân, đi thôi, chúng ta ra đó. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đẩy cửa bước ra ngoài. Độ Thiên Chân Nhân đi sát theo phía sau Tiêu Chính Văn ra ngoài sân. Lúc này Độ Thiên Chân Nhân có thể cảm nhận rõ có một luồng sát khí vô cùng ăn khớp với kiếm cảnh của cụ ta trong sân. Hơn nữa hình như vết thương cũng được chữa trị toàn bộ, thực lực bỗng chốc tăng lên không ít. Lấy đầu của tôi sao? E là mấy người các ông không xứng đâu. Tiêu Chính Văn chắp hai tay ra sau lưng nhìn đám người Đường Bách Thành, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Độ Thiên Chân Nhân. Có thể nói kiếm cảnh của Độ Thiên Chân Nhân là bất khả chiến bại trong trận pháp này. Vì thế từ lúc bắt đầu Tiêu Chính Văn không có ý định ra tay đánh với ba người này. Đôi khi nhìn kẻ địch bị giết cũng là một loại hưởng thụ. Nhất là khi đối phương nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Các vị, lẽ nào các vị không nhớ những lời lúc sáng tôi đã nói sao? Thiên Kiếm Tông sẽ gánh vác chuyện của tập đoàn Vi Nhan. Hôm nay không phiền chủ thượng ra tay, một mình tôi sẽ lấy mạng của mấy người các ông. Nói đến đây Độ Thiên Chân Nhân bước lên trước một bước. Đồng thời giơ kiếm trong tay. Thanh kiếm dài vừa rút ra khỏi vỏ đã toát ra sát khí bức người. Thậm chí đám người Đường Bách Thành đứng cách đó vài mét cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Vèo! Đường Bách Thành không khỏi nhíu mày. Sao kiếm khí của Độ Thiên Chân Nhân lại dày đặc thế này? Hơn nữa hình như thanh kiếm đó có gì đó không đúng lắm. Người nào lên trước, hay là các ông muốn lên cùng một lúc? Độ Thiên Chân Nhân cầm thanh kiếm dài cao ngạo nói. Môn chủ Đường, tôi lên đánh với ông ta trước. Chương 1333. Lưu Hách Tuyên bước lên trước, dũng cảm xông pha nói. Thật ra Lưu Hách Tuyên rất thông minh. Giữa Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân, Tiêu Chính Văn mới là kẻ mạnh thật sự. Cụ ta đánh với một kẻ bệnh tật, hai người còn lại chỉ có thể đánh với kẻ mạnh. Cụ ta có thể tùy cơ ứng biến. Nếu hai người Đường Bách Thành đánh thắng thì cụ ta có thể tiện thể giải quyết luôn Độ Thiên Chân Nhân. Nếu đánh không lại, cụ ta cũng có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, Độ Thiên Chân Nhân bị thương muốn đuổi theo cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Đương nhiên hai người Đường Bách Thành cũng thấy được ý đồ của Lưu Tuyên Hách, nhưng hết cách, ai bảo Lưu Hách Tuyên lên tiếng giành đánh trước. Đường Bách Thành chỉ đành sầm mặt gật đầu nói, môn chủ Lưu phải cẩn thận. Ông yên tâm, Tiêu Chính Văn chắc chắn không dám ra tay, nếu không hai người bọn tôi sẽ cho hắn đẹp mặt. Đường Bách Thành cũng tỏ rõ thái độ của mình, trước khi Lưu Hách Tuyên tiêu diệt được Độ Thiên Chân Nhân thì cụ ta và Lư Đức Phượng cũng sẽ không chủ động đánh Tiêu Chính Văn. Lưu Hách Tuyên thầm mắng một câu lão cáo già, sau đó miễn cưỡng đi về phía Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân cũng không nhiều lời với Lưu Hách Tuyên, cụ ta giơ tay lên chém một nhát kiếm. Xoẹt! Một vòng sáng màu bạc che cả trời bỗng bao phủ lấy Lưu Hách Tuyên. Lưu Hách Tuyên vội giơ kiếm lên đỡ. Nhưng khi cụ ta vừa vung thanh kiếm dài lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Đây không phải là sức mạnh của mình. Cụ ta vẫn chưa rớt cảnh giới, sao chỉ có thể phát huy được đến thực lực cảnh giới Thiên Vương Huyền cấp 2 sao chứ? Nhưng lúc này không có nhiều thời gian cho cụ ta suy nghĩ nữa. Kiếm phong của Độ Thiên Chân Nhân đã ép đến gần chỗ cụ ta. Lưu Hách Tuyên chỉ đành cắn răng vung kiếm lên đỡ. Thực lực cảnh giới Thiên Vương Huyền cấp 2 sao đối mặt với đòn tấn công của cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao như Độ Thiên Chân Nhân, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Chỉ một đòn tấn công đã làm thanh kiếm dài trong tay Lưu Hách Tuyên văng ra xa.
Lưu Hách Tuyên chưa kịp hoàn hồn lại thì Độ Thiên Chân Nhân đã vung ra nhát kiếm thứ hai. A! À. Lưu Hách Tuyên sợ đến mức biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Nhưng cụ ta vẫn còn đang ở trong trận pháp này, không chỉ sức mạnh giảm xuống mà tốc độ cũng kém đi rất nhiều. Ngay khi Lưu Hách Tuyên xoay người định bỏ chạy, một đường kiếm ảnh như từ trên trời rơi xuống, chém cơ thể Lưu Hách Tuyên làm đôi. Phụt! Máu bắn ra tung tóe, Lưu Hách Tuyên kêu lên một tiếng thảm thiết, thi thể ngã xuống đất. Hả? Sao? Sao có thể chứ? Nhìn thấy Lưu Hách Tuyên chết thảm, Đường Bách Thành và Lư Đức Phượng đều sửng sốt. Hai người không ngờ Lưu Hách Tuyên lại không chống đỡ được một hiệp. Tiếp theo là ai đây? Một tay Độ Thiên Chân Nhân cầm thanh kiếm dài ra sau lưng, hờ hững nhìn Đường Bách Thành và Lư Đức Phượng. Không đúng, dù Lưu Hách Tuyên không phải là đối thủ thì cũng không thể bị giết bởi một chiêu của ông ta. Cái sân này có vấn đề. Lư Đức Phượng vô thức nhìn chín ngọn đèn dầu. Chương 1334. Đường Bách Thành cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cụ ta nhìn ngọn đèn dầu sau lưng rồi nhíu mày nói, lẽ nào nơi này có trận pháp? Không chỉ có Đường Bách Thành không dám tin vào ý nghĩ này mà ngay cả Lư Đức Phượng cũng lắc đầu nguầy nguậy. Thế nhưng ngoài trận pháp ra thì căn bản bọn họ không tìm ra được bất kỳ lý do nào nữa. Nhìn thấy Đường Bách Thành và Lư Đức Phượng do dự không dám tiến lên trước, Độ Thiên Chân Nhân cười khẩy nói, không phải mấy người nói muốn đến lấy đầu của chúng tôi sao? Đứng xa như thế thì lấy kiểu gì? Vừa dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân giơ kiếm lên, vô số kiếm ảnh đồng loạt hướng về phía hai người họ. Đường Bách Thành cảm nhận được sát khí đang lao tới, vội vàng quay người tháo chạy. Cụ ta tự biết thực lực của mình tuyệt đối không mạnh hơn Lưu Hách Tuyên là bao. Nếu như Lưu Hách Tuyên đã chết thảm dưới tay Độ Thiên Chân Nhân thì bản thân cụ ta cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi sát chiêu của Độ Thiên Chân Nhân. Nếu không nhất định sẽ mất mạng. Thế nhưng bọn họ nào biết, một khi đã vào biệt thự nhà họ Tiêu, muốn ra ngoài sẽ thật sự khó như lên trời. Vào lúc Đường Bách Thành vừa mới chạy tới cửa ra vào, Tiêu Chính Văn đột nhiên đứng bật dậy, giống như đại bàng giang cánh, phút cái đã xuất hiện phía sau lưng Đường Bách Thành. Đồng thời, con dao quân đội năm cạnh trong tay cũng phóng thẳng về phía Đường Bách Thành. Đường Bách Thành chỉ cảm thấy sau lưng có một loại cảm giác hung bạo chẳng lành, vội vàng né người sang phía bên cạnh. Tuy nhiên, con dao quân đội năm cạnh giống như mọc thêm mắt, lao về phía mạn sườn của Đường Bách Thành với một góc độ hiểm hóc thêm lần nữa. A! À. Lúc này, Đường Bách Thành cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trước đây Lưu Hách Tuyên lại không chống đỡ nổi dù chỉ là một nhát kiếm của Độ Thiên Chân Nhân. Ngay cả một nửa thực lực thường ngày của bản thân cụ ta cũng không phát huy được, giờ thực lực của Thiên Vương Huyền cấp 2 sao đã là cực hạn của cụ ta. Lúc này có lẽ không ai hối hận hơn Đường Bách Thành. Phập! Đường Bách Thành vừa mới do dự, con dao quân đội năm cạnh đã cắm thẳng vào sườn trái của cụ ta. Xuyên thẳng qua từ mạn sườn trái. Tiêu Chính Văn, cậu biết cả trận pháp ư? Đường Bách Thành không cam tâm nhìn vết thương trên người mình, liên tiếp lùi ra sau mấy bước. Trận pháp khó lắm à? Chương 1335. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh lại trở về trong lòng bàn tay anh. Còn Lư Đức Phượng ở bên cạnh, đã chết dưới nhát kiếm của Độ Thiên Chân Nhân. Tới khi đầu rớt xuống đất, Lư Đức Phượng vẫn trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn về phía trước. Chủ thượng, Độ Thiên Chân Nhân đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, chỉ tay vào xác của Lư Đức Phượng và Lưu Hách Tuyên. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó khua con dao quân đội năm cạnh rồi nói, ông cũng theo bọn họ cùng lên đường đi. Tiêu Chính Văn, đợi đã, tôi có lời muốn nói. Đường Bách Thành cố nhịn cơn đau. Vội vàng xua tay nói với Tiêu Chính Văn. Vẫn còn lời trăng trối và tâm nguyện chưa thực hiện được à? Xin lỗi nhé, tôi sẽ không giúp ông toại nguyện đâu. Đây là lời vừa nãy Đường Bách Thành nói ra, bây giờ lại được Tiêu Chính Văn nói lại y hệt. Tiêu Chính Văn, cậu giết chúng tôi, không sợ Thanh Phong Môn tìm cậu báo thù sao? Chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi nhất định sẽ nói rõ tình hình thực tế cho môn chủ Lạc biết. Bảo ông ấy đừng truy cứu cậu.
Đường Bách Thành vẫn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã ra tay. Con dao quân đội năm cạnh cắm thẳng vào giữa trán của cụ ta, đâm xuyên qua đó. Chủ thượng, bên phía Thanh Phong môn quả thực là một tai họa ngầm, mặc dù là Cửu Anh không tán thành việc trở mặt với chúng ta, thế nhưng nếu tin ba người bọn họ đã chết truyền về Thanh Phong môn thì e là... Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Tiêu Chính Văn hiểu ý của Độ Thiên Chân Nhân. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu không hậu họa sẽ khôn lường. Thế nhưng, chết chóc không phải là ý định ban đầu của Tiêu Chính Văn, dù gì đó cũng là võ tông của Hoa Quốc. Thanh Phong môn. Tiêu Chính Văn thu con dao quân đội năm cạnh lại, sau đó khẽ lắc đầu nói, nếu như có thể không động đến Thanh Phong môn thì tốt nhất là không dây vào. Đối với chúng ta, giết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Dọn dẹp xác của ba người bọn họ đi, bây giờ chúng ta sẽ tới Thanh Phong môn. Độ Thiên Chân Nhân vội vàng dặn dò mấy đệ tử dọn dẹp xác của mấy người Đường Bách Thành, ngoài ra còn cử người đưa xác về tận tông môn của mỗi người bọn họ. Sau đó cụ ta mới ra ngoài theo Tiêu Chính Văn, cùng đi về phía Thanh Phong môn. Lúc này, Lạc Cửu Anh đang đi qua đi lại bên trong thư phòng. Từ buổi chiều sau khi trở về Sơn Môn, trong lòng Lạc Cửu Anh vẫn luôn bứt rứt bất an. Ngay cả đệ tử dưới trướng cũng trốn đi rất xa. Vào lúc Lạc Cửu Anh đang phiền muộn rối bời, một đệ tử của Thanh Long Môn bước nhanh vào trong thư phòng và nói, trưởng môn, bên ngoài có hai người đến nói muốn gặp môn chủ. Chương 1336. Hả? Lạc Cửu Anh nhíu mày nói, ai đến thế? Một người tên là Tiêu Chính Văn. Còn một người nữa tự xưng là trưởng giáo của Thiên Kiếm Tông, tên là Độ Thiên Chân Nhân gì đó. Người báo tin cẩn thận bẩm báo. Mau mời vào. Vừa nói, Lạc Cửu Anh vừa bước về phía phòng khách. Chẳng bao lâu, Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân đã tiến vào phòng khách. Cậu Tiêu, anh Độ Thiên, mời ngồi. Lạc Cửu Anh tỏ ra vô cùng khách khí, sai người mang hai cái ghế tới cho Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân. Tiêu Chính Văn nói tiếng cảm ơn, sau khi ngồi xuống mới nói với Lạc Cửu Anh, môn chủ Lạc, lần này chúng tôi tới đây là có chuyện muốn nói rõ với ông. Nói xong, Tiêu Chính Văn ra hiệu bằng ánh mắt cho Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân đứng dậy, kể lại một lượt tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay cho Lạc Cửu Anh nghe. Cái gì? Lúc Lạc Cửu Anh nghe tin mấy người Đường Bách Thành đã chết ở biệt thự nhà họ Tiêu thì lập tức đứng phắt dậy. Cậu Tiêu, lần này cậu tới Thanh Phong môn của tôi là để ép buộc tôi sao? Lúc này, trên mặt Lạc Cửu Anh đã không còn nụ cười niềm nở nữa. Cụ ta quen biết với Đường Bách Thành đã mấy chục năm nay. Còn mấy người Lưu Hách Tuyên, Lư Đức Phượng cũng là bạn bè thân thiết của Lạc Cửu Anh. Môn chủ Lạc hiểu lầm rồi, thật ra tôi vẫn luôn cho rằng nên hóa giải chứ không phải tạo thêm thù oán. Nếu như không phải môn chủ Đường nhất quyết bức người thì tôi cũng không muốn giết ông ta đâu. Quốc gia cho phép võ tông tồn tại cũng có điều kiện của nó, không thể tùy ý can dự vào chuyện thế tục. Điểm này tôi tin rằng môn chủ Lạc cũng rất rõ. Thế nhưng hành vi của bọn họ, không cần tôi phải nói nhiều, hẳn trong lòng môn chủ Lạc cũng nắm rõ. Tiêu Chính Văn đứng dậy nói, môn chủ Lạc, đừng trách tôi nói thẳng, hành thích bất ngờ trong đêm là thủ đoạn của lũ người xấu. Với thân phận của các môn chủ kia, thật ra cũng chẳng đáng là gì cả, nếu như môn chủ Lạc đồng ý, Tiêu Chính Văn tôi có thể hòa giải mọi mâu thuẫn với môn chủ Lạc. Còn nếu môn chủ Lạc cho rằng nhất định phải báo mối thù này, vậy thì cũng được thôi, chúng ta hẹn ngày đấu một trận sinh tử, môn chủ Lạc có ý kiến gì không? Lời nói của Tiêu Chính Văn, trong mềm có cứng, trong cứng rắn lại ẩn chứa sự mềm mỏng. Nhất thời là Cửu Anh cũng thấy hơi khó xử. Cụ ta có thể ra tay với Tiêu Chính Văn được sao? Viên Thắng Thiên cũng không phải là đối thủ, vậy thì Lạc Cửu Anh cụ ta có thể mạnh hơn Viên Thắng Thiên bao nhiêu đây? Thế nhưng nếu cứ nuốt cục tức xuống như thế này, sau này ai còn thèm xưng anh hô em với Lạc Cửu Anh cụ ta nữa? Cậu Tiêu quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn. Thật ra có lẽ anh Độ Thiên cũng biết rõ tôi quả thực không hề muốn nảy sinh bất hòa với cậu Tiêu. Thế nhưng sự việc đã tới nước này rồi, tôi cũng không còn lựa chọn nào nữa. Như những gì cậu đã nói, sau 7 ngày nữa,
cậu và tôi sẽ lập đài đấu võ ở Giang Trung, đánh một trận phân cao thấp. Lạc Cửu Anh nghiêm túc nói. Chương 1337. Sau khi tiễn Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân rời đi, Lạc Cửu Anh gọi cho Trần Quốc Hoa. Đến bây giờ Trần Quốc Hoa vẫn còn mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp, cụ ta nghĩ sau khi mấy người Đường Bách Thành tiêu diệt Độ Thiên Chân Nhân thì tài sản nhà họ Trần cũng sẽ được bảo toàn. Bố, nếu Độ Thiên Chân Nhân bị giết thật, có phải chúng ta có thể nhờ nhà họ Viên giúp đỡ không? Chỉ còn lại một mình Tiêu Chính Văn, với thế lực của nhà họ Viên mà còn không thể đối phó được với cậu ta được sao? Trần Lập Tân đắc ý cười nói. Trông có vẻ như vì sự nổi hứng nhất thời bắt tay với nhà họ Viên của ông ta mà kéo cả nhà họ Trần xuống vực sâu. Nhưng bây giờ xem ra dường như vì một phút kích động đó đã tạo ra cơ hội bước lên đỉnh cao đáng quý cho nhà họ Trần. Trần Quốc Hoa lắc đầu lia lịa nói, Lập Tân, Lập Quân, các con phải luôn nhớ, đừng mộng tưởng nhờ vả gì vào người khác, nguy cơ lần này nếu không dựa vào bản thân mình thì hoàn toàn không thể. Cụ ta còn chưa nói hết câu thì điện thoại trong tay bỗng đổ chuông. Thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình là số của Lạc Cửu Anh, Trần Quốc Hoa khẽ nhíu mày. Môn chủ Lạc ư. Trần Quốc Hoa do dự một lúc rồi vẫn bắt máy. Anh Trần, tôi đã không có khả năng nhúng tay vào chuyện nhà họ Trần các anh nữa, môn chủ Đường và hai môn chủ kia đều chết ở biệt thự nhà họ Tiêu rồi. Anh nghe tôi khuyên một câu. Mau chóng giao nộp tài sản của nhà họ Trần rồi về quê đi. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi. Dứt lời, Lạc Cửu Anh cúp máy luôn. Trần Quốc Hoa cầm điện thoại ngẩn người, sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn. Ba người Đường Bách Thành đều đã chết rồi sao? Bố, sao thế ạ? Trần Lập Tân thấy vẻ mặt Trần Quốc Hoa hơi lạ bèn vội bước đến hỏi. Môn chủ Đường. Mấy người môn chủ Đường chết rồi. Mau lên, lập tức giao hết toàn bộ quyền lợi và tài sản cho tập đoàn Vi Nhan, lập tức mời luật sư Mã đến đây. Mặt mày Trần Quốc Hoa xám như cho tàn. Lúc này cụ ta đã không còn quan tâm đến việc bảo toàn tài sản gì nữa mà phải giữ được tính mạng. Bố nói bậy bạ gì thế? Tại sao mấy người môn chủ Đường lại chết được chứ? Trần Lập Tân vẫn không dám tin mọi chuyện là thật. Mấy người Đường Bách Thành đến đó tức là ba đánh một mà không thể thắng sao? Nói nhiều làm gì, mau mời luật sư Mã. Chương 1338. Trần Quốc Hoa chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn. Một vệ sĩ mặc đồ đen đập người vào cửa lớn rồi văng vào trong sảnh lớn, sau đó ngã phịch xuống đất, chết ngay tại chỗ. Ba bố con nhà họ Trần không khỏi kinh ngạc thất thần, nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy mặt mày Độ Thiên Chân Nhân lạnh như băng bước vào sảnh lớn. Phía sau cụ ta chính là Tiêu Chính Văn. Khi hai người một trước một sau bước vào sảnh lớn, bố con nhà họ Trần khiếp sợ đến độ hồn bay phách tán. Hai người muốn làm gì? Nơi này là nhà họ Trần. Trần Lập Quân hoảng hốt chỉ vào Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân nói. Nhà họ Trần ư? Chắc các người biết rõ đêm nay đã xảy ra chuyện gì chứ? Độ Thiên Chân Nhân cười khẩy nói. Nếu không phải Tiêu Chính Văn kịp thời trở về thì cái mạng già này của cụ ta đã bị kết liễu ở biệt thự nhà họ Tiêu. Thế nên sát khí trong lòng Độ Thiên Chân Nhân càng mãnh liệt. Ông nói bậy bạ gì thế, chúng tôi không biết gì cả. Trần Lập Quân lớn tiếng gào lên. Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng bước đến trước. Không đợi Trần Quốc Hoa mời anh đã ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện, nhìn Trần Quốc Hoa bằng ánh mắt sâu xa. Cho dù hai anh em Trần Lập Quân kêu gào ầm ĩ thế nào, Tiêu Chính Văn vẫn im lặng không lên tiếng. Trần Quốc Hoa không khỏi cảm thấy mất tự nhiên khi bị Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén như thế. Không lâu sau, trán cụ ta toát đầy mồ hôi. Cậu Tiêu, xin lỗi, tôi biết sai rồi. Nhưng mấy người môn chủ Đường thật sự không phải là người tôi có thể tùy ý sai bảo. Trần Quốc Hoa vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Thấy Trần Quốc Hoa đã quỳ xuống nhận sai, hai anh em Trần Lập Quân cũng cúi đầu xuống. Chính vì ông không thể sai bảo họ nên ông vẫn còn sống đấy. Nhưng về việc xử lý nhà họ Trần, tôi chỉ nói một lần,
giao toàn bộ tài sản ra rồi cút khỏi Giang Trung, nếu không thì chết. Nói xong Tiêu Chính Văn đứng dậy phất tay áo bước ra ngoài. Độ Thiên Chân Nhân lạnh lùng đảo mắt nhìn gương mặt bố con nhà họ Trần nói, đây là cơ hội cuối cùng của các người. Nếu sáng mai chúng tôi không nhận được thành ý của nhà họ Trần thì hôm nay chính là đêm cuối cùng các người còn ở thế giới này. Chương 1339. Dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân cũng xoay người rời khỏi biệt thự nhà họ Trần. Ực. Trần Quốc Hoa nuốt nước bọt, ngồi phịch xuống đất. 5 phút vừa rồi dài hệt như cả 5 năm. Ánh mắt Tiêu Chính Văn sắc lạnh như dao, dường như có thể đâm xuyên vào đáy lòng của cụ ta. Áp lực mạnh mẽ không giận mà vẫn có uy lực đó khiến Trần Quốc Hoa gần như không thể thở nổi. Làm theo những tao nói, mau bảo luật sư Mã chuẩn bị tất cả thủ tục, giấy tờ, sáng sớm mai giao tài liệu đến tập đoàn Vi Nhan, nếu không nhà họ Trần chúng ta đều sẽ bị giết. Trần Quốc Hoa lớn tiếng hét lên với Trần Lập Tân ở phía sau. Vâng, con lập tức bảo người đi làm ngay. Trần Lập Tân cũng không dám chậm trễ một giây vội vàng cầm điện thoại lên giao việc cho thư ký của mình. Tối hôm đó Tiêu Chính Văn cũng đến biệt thự nhà họ Lãnh. Chỉ là lúc anh đến, Khương Vi Nhan đã ngủ nên Tiêu Chính Văn không làm phiền Khương Vi Nhan nghỉ ngơi mà ngủ trên sofa trong phòng khách một đêm. Sáng hôm sau, Khương Vi Nhan vừa thức dậy thì thấy Tiêu Chính Văn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa trong phòng khách. Cô ngờ vực nói, chồng à, sao anh không về phòng mà ngủ? Ngủ thế này khó chịu lắm. Nghe thấy giọng Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn cô nói, không sao, ngủ ở đâu cũng thế thôi. Khương Vi Nhan đỡ Tiêu Chính Văn dậy, nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, nếu không có gì bất ngờ thì sáng nay nhà họ Trần sẽ đến công ty giao lại toàn bộ tài sản. Chuyện trong nhà phải làm phiền em rồi, bên anh vẫn còn một cục diện hỗn loạn cần giải quyết. Thế nên lát nữa anh lại phải quay lại đó, hễ có chuyện gì thì em bàn với Độ Thiên Chân Nhân, nếu không giải quyết được cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn lại dặn dò Khương Vi Nhan vài câu, sau đó vội vàng ăn sáng vài miếng rồi lại lên trực thăng trở về trụ sở chính điện Thần Long. Sáng cùng ngày, Khương Vi Nhan vừa tiễn Trần Lập Tân đi thì Tô Tĩnh vui vẻ bước vào văn phòng nói, sếp Khương, có một người tên là Smith muốn gặp cô, nghe nói là người của tập đoàn Y Dược Quốc tế. Hả? Khương Vi Nhan sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nói, mau dẫn khách đến phòng họp. Sau khi Tô Tĩnh đi, Khương Vi Nhan vội sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, sau đó cũng cất bước đi đến phòng họp. Lúc này một người nước ngoài đeo kính gọng vàng đang vừa uống cà phê vừa đọc bản báo cáo trên tay. Đến khi Khương Vi Nhan bước vào phòng họp mới đứng lên nói, chào cô Khương, tôi là đại diện bên Y Dược Lên, thước hạ huyết áp này là sản phẩm của bên cô sao? Chương 1340. Tập đoàn Y Dược Lên. Hầu hết người trong giới y dược đều đã nghe đến tên tập đoàn này. Tất cả loại thuốc trong bảo hiểm y tế đều do tập đoàn này cung cấp. Ai có thể ký được hợp đồng thu mua với tập đoàn Y Dược Lên thì tương đương với việc nắm được chìa khóa vàng mở ra cánh cửa giàu có. Anh đang nói đến loại thuốc hạ huyết áp này sao? Khương Vi Nhan vừa nói, vừa lấy một lọ thuốc nhỏ ra đưa cho Smith. Smith quan sát cẩn thận, sau đó mở nắp ra ngửi rồi gật đầu lia lịa, đúng vậy, chính là loại thuốc này. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thuốc hạ huyết áp do tập đoàn Vi Nhan sản xuất với các loại thuốc khác là có mùi thơm nhẹ của thực vật, nên rất dễ phân biệt. Chúng tôi hy vọng có thể đặt mua loại thuốc này với số lượng lớn, chỉ là không biết tập đoàn Vi Nhan có năng lực cung cấp lớn mạnh như vậy hay không. Smith cau mày hỏi. Khương Vi Nhan cười nói, anh Smith, anh định đặt bao nhiêu? Theo giá thị trường hiện nay, tổng giá trị là 15 tỷ tiền Mỹ Quốc. Hơn nữa, thời gian giao mà chúng tôi yêu cầu hơi gấp rút, chỉ có 4 tháng thôi. Tôi nghĩ tôi không cần nói rõ công ty chúng tôi thế nào thì cô Khương cũng có thể hiểu được. 4 tháng sau chính là thời gian Cục Y tế Mỹ Quốc đấu thầu, cho nên trước lúc đó, chúng tôi cần nhận được lô hàng này. Sau đó mới có thể nộp bản xét duyệt cho Cục Y tế, khi được thông qua xét duyệt thì thuốc sẽ được bán ra toàn Mỹ Quốc. Smith giải thích cho Khương Vi Nhan về quy trình xét duyệt bình thường của Cục Y tế Mỹ Quốc.
Khương Vi Nhan cau mày, cắn răng, trầm ngâm một lúc. Đơn hàng 15 tỷ này thật sự rất hấp dẫn. Hơn nữa nếu đổi 15 tỷ tiền Mễ Quốc thành tiền Hoa Quốc thì sẽ là hơn 70 tỷ tệ. Đây là đơn hàng lớn nhất mà tập đoàn Vi Nhan nhận được kể từ khi thành lập. Nhưng trong vòng 4 tháng, phải sản xuất nhiều thuốc như vậy quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tình hình hiện giờ của tập đoàn Vi Nhan. Cho dù có thêm sự hợp lực của nhà họ Lãnh, cùng với toàn bộ sản nghiệp mà nhà họ Trần vừa giao ra thì cũng không thể hoàn thành được. Cách duy nhất bây giờ chính là mở rộng sản xuất, đưa thêm nhiều thiết bị vào hoạt động hơn. Nhưng một mặt, gần đây tập đoàn Vi Nhan trải qua rất nhiều chuyện, số tiền vốn rất eo hẹp. Mặt khác, số tiền lớn như vậy cũng không thể xoay sở được. Nhà họ Trần chỉ có hơn 1 tỷ vốn lưu động, cộng với số tiền hiện tại của tập đoàn Vi Nhan thì nhiều nhất cũng chỉ gom được 2 tỷ. Số tiền này còn kém xa số tiền đủ để mua đất, xây dựng và mua thiết bị. Chương 1341. Anh Smith, thực xin lỗi, chúng tôi thực sự không thể giao nhiều hàng như vậy được. Cho dù máy móc thiết bị hoạt động 24/24 thì cũng không đủ để sản xuất. Tuy nhiên, để thể hiện thành ý của chúng tôi, anh có thể ở lại Giang Trung đợi thêm vài ngày không? Tôi sẽ nghĩ cách khác. Khương Vi Nhan ngượng ngùng nói. Smith khó xử nói, cô Khương, thực ra công ty chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác, loại thuốc huyết áp này của cô hiệu quả thật sự quá tốt, tôi nghĩ cô hiểu rõ tình hình hiện tại của Mễ Quốc. Rất nhiều người đang yêu cầu chúng tôi phải cung cấp loại thuốc này. Vì vậy vẫn mong cô Khương có thể cố gắng giúp đỡ, đừng để tôi tốn công đi lại vô ích. Smith tha thiết nói, sau đó đứng dậy bắt tay Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, tôi sẽ nghĩ thêm cách, dù sao thì đơn hàng này cũng quá lớn, chúng tôi chưa từng tiếp đãi khách hàng nào lớn như vậy. Khương Vi Nhan không hề giấu giếm mà nói ra sự thật. Cũng từ đó thể hiện thành ý của mình. Smith trò chuyện với Khương Vi Nhan thêm một lúc rồi đứng dậy chào rời đi. Sau khi tiễn Smith, Khương Vi Nhan ngay lập tức gọi Lãnh Kế Hồng đến phòng làm việc của cô. Sau khi nghe tập đoàn Y Dược lên đặt một đơn hàng lớn như vậy với tập đoàn Vi Nhan, Lãnh Kế Hồng cũng có cảm giác như đang mơ. Chuyện này quá phi lý. Một đơn hàng trị giá 15 tỷ nhưng muốn nhận hàng trong 4 tháng. Hiếm có công ty y dược nào trong nước có thể đáp ứng được nhu cầu của bọn họ. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc lợi nhuận nhận được vô cùng cao. Sếp Khương, cuộc làm ăn này cho dù thế nào cũng phải nhận, tôi sẽ nghĩ cách. À, cô có thể gọi điện cho cổ đông của tập đoàn Vi Nhan, có thể sẽ thu được bất ngờ gì đó. Lãnh Kế Hồng kiến nghị với Khương Vi Nhan. Suy cho cùng. Mọi người cùng nhau góp củi thì ngọn lửa sẽ cháy cao hơn là sức mạnh hạn chế của một hai người. Được, cảm ơn sếp Lãnh đã nhắc nhở. Lúc này Khương Vi Nhan mới nhớ ra rằng bản thân cũng là một cổ đông, mặc dù Khương Vi Nhan luôn để tâm đến Lý Quốc Hào vì chuyện của Đông Phương Viêm. Nhưng dù sao Lý Quốc Hào cũng là một trong những người bị hại trong vụ việc đó, còn bị Đông Phương Viêm tát trong phòng bao, cho nên có lẽ sẽ không muốn qua lại thân thiết với Đông Phương Viêm. Nghĩ vậy, Khương Vi Nhan vẫn nhấc điện thoại gọi cho Lý Quốc Hào. Lúc này, Lý Quốc Hào và Đông Phương Viêm đang ở trong một khách sạn 5 sao ở Giang Trung. Cậu chủ Viêm, quả nhiên Khương Vi Nhan đã gọi điện tới. Chương 1342. Lý Quốc Hào lấy điện thoại đang đổ chuông ra, đắc ý cười nói. Mau nghe đi. Đông Phương Viêm trợn mắt nhìn Lý Quốc Hào. Alo, tôi là Lý Quốc Hào. Là sếp Khương sao? Lý Quốc Hào hăm hở nói. Sếp Lý, tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông, sắp tới ông có hiện tới Giang Trung một chuyến không? Giọng Khương Vi Nhan từ bên kia truyền đến. Sếp Khương, thực xin lỗi, tôi đang bàn chuyện làm ăn ở Long Kinh, lúc này e rằng không rảnh. Lý Quốc Hào khó xử nói. Khương Vi Nhan nghe vậy, không biết làm thế nào nữa. Chỉ có thể kể lại chuyện công ty lên đặt đơn hàng lớn cho Lý Quốc Hào nghe. Nghe Khương Vi Nhan kể xong, Lý Quốc Hào giả vờ ngạc nhiên nói, ồ, y dược lên ư, a, sếp Khương à, đây đúng là chuyện tốt, ngày mai tôi nhất định sẽ dành thời gian bay đến Giang Trung một chuyến. Nói xong, Lý Quốc Hào hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt Khương Vi Nhan, sau đó cúp máy.
Lý Quốc Hào đặt điện thoại xuống, cười nói với Đông Phương Viêm, cậu chủ Viêm, con cá này mắc câu rồi. Cậu chủ Viêm đúng là tính toán như thần. Đông Phương Viêm bật cười, sau đó chạm tay vào ống tay áo trống rỗng của mình, ánh mắt bắn ra một luồng sát khí sắc bén. Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn. Mỗi lần mặc quần áo, Đông Phương Viêm đều bất giác nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, Tiêu Chính Văn chặt đứt cánh tay của hắn trong phòng bao. Bảo Smith thúc giục Khương Vi Nhan thêm lần nữa đi, nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Lần này, bất kể thế nào cũng phải khiến Khương Vi Nhan cúi đầu. Đông Phương Viêm nheo mắt, tàn nhẫn nói. Cậu chủ Viêm yên tâm, tôi đã dặn dò cậu ta rồi, tối nay sẽ gọi cho Khương Vi Nhan thêm vài lần nữa. Lý Quốc Hào cười nói. Đông Phương Viêm thấy Khương Vi Nhan đã mắc bẫy, lúc này mới quay người trở lại phòng của mình gọi điện thoại cho Viên Sùng Long. Lúc này, Viên Sùng Long đã bí trói chặt chung một chỗ với Đông Phương Viêm. Mặc dù đấu võ thất bại, thế nhưng ở trên thương trường, đánh bại Khương Vi Nhan, thậm chí khiến cho tập đoàn Vi Nhan phá sản trong thời gian ngắn cũng có thể giúp nhà họ Viên lấy lại thể diện. Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Viên Sùng Long, cháu trai Đông Phương, bên phía Khương Vi Nhan có hồi âm rồi sao? Đã thành công rồi, Khương Vi Nhan khó lòng thoát khỏi cửa ải này là tôi giúp nhà họ Viên chút giận, chú Viên có lẽ sẽ không để tôi tốn công vô ích đâu nhỉ? Đông Phương Viên nở nụ cười xấu xa nói. Chương 1343. Viên Sùng Long khẽ nheo mắt, tên khốn Đông Phương Viêm này hóa ra cũng muốn thừa nước đục thả câu. Trong điện thoại có thể nghe thấy rất rõ tiếng hít thở nặng nề của Viên Sùng Long, thế nhưng Đông Phương Viêm vẫn giả vờ như không biết. Nhà họ Viên lúc này đã không còn như xưa nữa. Sau khi hai cụ tổ lần lượt chết dưới tay Tiêu Chính Văn, nhà họ Viên đã không còn chút thể diện nào nữa rồi. Không lấy lại thể diện thì những thế lực trước đây dựa vào nhà họ Viên rất nhanh sẽ vạch rõ ranh giới với nhà họ Viên. Cháu trai Đông Phương, nếu như Khương Vi Nhan trúng kế, vậy thì hai nhà chúng ta cùng chia lợi lộc ngang nhau, như vậy thì chắc nhà họ Đông Phương cũng hài lòng rồi chứ. Viên Sùng Long trầm giọng nói. Ha ha, tôi đã bảo chú Viên là một người hào phóng lắm mà, trong mấy ngày sắp tới, chú Viên chắc chắn sẽ nhận được tin tốt. Nói xong, Đông Phương Viêm cúp điện thoại luôn. Đông Phương Viêm rót thêm nửa ly rượu vang rồi từ từ thưởng thức. Khương Vi Nhan không hề hay biết gì. Lúc này, cô đang dồn toàn lực để chuẩn bị. Không chỉ có nhà họ Lãnh, mà toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Trần cũng đang hoạt động hết công suất, bận rộn với đơn hàng của công ty lên. Tối ngày hôm đó, Smith còn đặc biệt gọi hai cuộc điện thoại cho Khương Vi Nhan, khiến Khương Vi Nhan càng thêm tin tưởng vào tính chân thực của đơn hàng này. Mãi tới 10 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Quốc Hào mới đến tòa nhà làm việc của tập đoàn Vi Nhan. Sếp Lý, sếp Khương đợi ông trong phòng hội nghị nãy giờ, mời ông đi theo tôi. Tô Tĩnh đích thân đứng đón Lý Quốc Hào ở cửa, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trước đây. Tâm trạng bất an của Lý Quốc Hào cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Theo chân Tô Tĩnh tới phòng hội nghị, sau khi thấy Khương Vi Nhan, Lý Quốc Hào vội vàng tiến lên trước bắt tay với Khương Vi Nhan, nói, sếp Khương, thật sự không ngờ tập đoàn Vi Nhan lại phát triển mạnh mẽ tới vậy. Khương Vi Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó mời Lý Quốc Hào ngồi xuống, lấy ra một bản hóa đơn mà cô đã tính toán tỉ mỉ cả đêm, đưa cho Lý Quốc Hào rồi nói, sếp Lý, thật ra tập đoàn Vi Nhan chúng ta không có năng lực tiếp nhận một đơn đặt hàng lớn như vậy. Ông xem đi, đây là hóa hơn tôi đã tính toán kỹ càng cả đêm qua, tổng cộng còn thiếu gần 10 tỷ nữa. Lý Quốc Hào nghe thấy vậy thì cố làm ra vẻ kinh ngạc, nói cái gì? 10 tỷ. Sau đó ông ta còn liếc mắt nhìn bản hóa đơn đó. Một loạt chi phí máy móc thiết bị và cả mở rộng nhà xưởng cộng lại với nhau, tổng cộng lên tới 4 tỷ rưỡi. Thế nhưng nguyên vật liệu cần để sản xuất dược phẩm mới chính là con số trên trời. Dù lĩnh vực y dược là một ngành nghề mang tới nguồn lợi lớn, thế nhưng cũng cần tốn kém khá nhiều. Chương 1344. Nhìn thấy bản hóa đơn này, trong lòng Lý Quốc Hào đã có tính toán sẵn, gật đầu nói, số tiền này tôi có thể nghĩ cách lo liệu. Thế nhưng cũng phải thông qua quan hệ, vậy nên tới lúc đó,
e rằng sếp Khương phải nhượng lại một chút quyền cổ phần của công ty. Đương nhiên rồi, chỉ cần có thể giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt là được. Khương Vi Nhan vô cùng nghiêm túc nói. Được, như vậy đi, trưa ngày mai chúng ta gặp ở tòa nhà Khải Hoàn, vừa ăn vừa bàn chuyện, không biết. Lý Quốc Hào quay đầu nhìn Khương Vi Nhan. Dù gì sau chuyện của Đông Phương Viêm lần trước, Khương Vi Nhan có chịu nể mặt hay không thì còn chưa biết rõ. Đương nhiên có thể, trưa mai, tòa nhà Khải Hoàn, không gặp không về. Khương Vi Nhan nghiêm túc nói. Có Độ Thiên Chân Nhân ngồi bên cạnh, Khương Vi Nhan căn bản chẳng hề sợ hãi. Huống hồ Đông Phương Viêm còn là đệ tử dưới trướng Độ Thiên Chân Nhân. Ngoài Đông Phương Viêm ra thì còn ai ở Giang Trung này dám có ý đồ với cô cơ chứ? Bây giờ, Khương Vi Nhan vẫn có sự tự tin này. Tiễn Lý Quốc Hào đi, Khương Vi Nhan cũng dồn sức chuẩn bị toàn diện. Ít nhất phải nghĩ cho kỹ lợi nhuận của đơn hàng này cao bao nhiêu và làm thế nào để hoàn thành nó trước tiên. Tập đoàn Vi Nhan bận tối tăm mặt mũi, bên phía Đông Phương Viêm cũng đang khẩn trương bố trí. Cậu chủ Viêm, có phải cậu cũng? Không, ân sư của tôi nhất định sẽ đi theo, nếu như tôi đến đó thì chuyện này khó mà thành được. Đông Phương Viêm suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định núp mình phía sau cho đến ngày sự thật được vén màn. Vậy, ông La mà nhà họ Viên cử đến có lẽ sẽ không bị nhận ra đâu nhỉ? Lý Quốc Hào nói với vẻ lo lắng. Người tên La Hải Bằng này cũng từng ở trong võ tông, sau khi được nhà họ Viên thu nhận mới trở thành tay sai của nhà họ Viên. Hừ, ông ta vẫn luôn ở nước ngoài, không phải chỉ ở Hoa Quốc mới có võ tông phân bố rộng khắp toàn cầu, từ nước ngoài trở về thì ai có thể nhận ra ông ta chứ? Bất luận thế nào thì cũng phải diễn cho tốt vở kịch lớn ngày mai. Chỉ cần tiền vào tài khoản, Khương Vi Nhan ký kết thỏa thuận với Smith là chúng ta đã hoàn thành việc lớn rồi. Đông Phương Viêm vô cùng tự tin nói. Lúc này, hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Khương Vi Nhan quỳ xuống trước mặt mình và khóc lóc van xin hắn. Càng nghĩ trong lòng Đông Phương Viêm càng trở nên hào hứng. Tới lúc đó nên giày vò đại người đẹp này như thế nào đây? Nghĩ mãi, trên mặt Đông Phương Viêm nở một nụ cười gian ác. Chiều ngày hôm đó, lúc Khương Vi Nhan đang bận rộn không thôi, Lãnh Kế Hồng đột nhiên đến tìm cô, hơn nữa biểu cảm còn rất nghiêm trọng. Sếp Lãnh, ông có chuyện gì vậy? Khương Vi Nhan không hiểu lắm nên lên tiếng hỏi. Sếp Khương, không phải là tôi đang nghi, mà là... Lãnh Kế Hồng muốn nói mà lại thôi. Mà cái gì? Khương Vi Nhan nhíu mày nhìn Lãnh Kế Hồng. Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện này dường như quá thuận lợi, đơn hàng lớn như vậy, sao lại chẳng có lấy một người tranh giành với chúng ta, hơn nữa, tên Smith này là người của công ty lên thật sao? Dù gì Lãnh Kế Hồng cũng đã lăn lộn cả mấy chục năm trên thương trường. Mặc dù ban đầu đầu óc bị niềm vui làm cho mê muội, nhưng khi bình tĩnh trở lại thì trong lòng ông ta cũng không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Khương Vi Nhan nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên vẻ hoài nghi. Thế nhưng trước đây Smith đã cho Khương Vi Nhan xem văn kiện của công ty lên, bên trên có đóng dấu xác nhận của Cục Y Dược Mỹ Quốc. Những thứ này căn bản không có cách nào ngụy tạo. Sếp Lãnh, tôi thấy ông lo nghĩ nhiều rồi, con dấu của Cục Y Dược Mỹ Quốc căn bản không có cách nào làm giả được. Có điều ông nói cũng có đạo lý, chúng ta có thể chuẩn bị biện pháp, nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói. Khương Vi Nhan thận trọng nói. Lãnh Kế Hồng hít sâu vào một hơi, cau mày nói, sếp Khương, nếu là bốn gia tộc lớn thì sao? Bọn họ cũng không có cách nào ngụy tạo những giấy tờ chứng nhận hoặc con dấu này à? Theo tôi biết thì không chỉ nhà họ Viên là có mâu thuẫn với cậu Tiêu thôi đâu. Chương 1345. Lời của Lãnh Kế Hồng khiến Khương Vi Nhan nhớ đến Đông Phương Viêm trước đây. Nhưng trong lúc mọi thứ rối rắm, Khương Vi Nhan nhất thời không thể đưa ra được phán đoán đúng đắn. Sau khi cân nhắc, Khương Vi Nhan không muốn từ bỏ cơ hội phát triển công ty lần này, vì thế cô ngẩng đầu nói, sếp Lãnh, lo lắng của ông không phải là không có lý, nhưng tôi không nỡ bỏ qua cơ hội lần này. Nghe Khương Vi Nhan nói vậy, Lãnh Kế Hồng nheo mắt, đáp lời, theo tôi thấy, chúng ta có thể tiếp xúc với đối phương trước,
nhưng không được đầu tư quá nhiều, để tránh sau này không rút lui được. Khương Vi Nhan không cam lòng, Lãnh Kế Hồng cũng vậy. Chỉ là lăn lộn nhiều năm trên thương trường đã khiến ông ta sinh ra thói quen đa nghi. Lãnh Kế Hồng cũng hy vọng phán đoán của mình là sai. Lúc này, trong một khách sạn ở Giang Trung, Smith đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, thoải mái nói chuyện. Ồ, chắc là Đông Phương Viêm cho rằng tôi đang phục vụ cậu ta, đúng là nực cười quá mức. Chỉ cần cậu ta còn giá trị lợi dụng thì có thể để cậu ta tiếp tục hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên. Trong mắt chúng ta, bọn họ chỉ như một con kiến. Xem bọn họ biểu diễn thật sự rất thú vị, nhưng ông thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn có thể giết chết Âm Dương Tôn sao? Smith nhíu mày hỏi. Theo tin tức mà hắn thu thập được ở Hoa Quốc nhiều năm nay, Tiêu Chính Văn quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một cao thủ đạt cảnh giới thiên vương mà thôi, còn cách cảnh giới thiên thần rất xa. Âm Dương Tôn không phải là người mạnh nhất trong thập tôn quang minh, nhưng cũng không phải là người mà một tên đạt cảnh giới thiên vương có thể đối phó. Cậu ta là người đáng ngờ nhất, bởi vì trong ngọn núi đó chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Đáng tiếc là chúng ta đã đến quá muộn, nên không thể nhìn thấy tận mắt hiện trường trận chiến lúc đó. Rất có thể Âm Dương Tôn đã tìm được một trong năm trái tim rồng, vì vậy, kẻ nào giết Âm Dương Tôn thì trái tim rồng sẽ ở chỗ người đó. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Thập Tôn Quang Minh và Lục Tôn Hạo Thiên đã tìm kiếm tung tích của Long tộc trên khắp thế giới trong vài thế kỷ qua. Sau nhiều thế kỷ thu thập dữ liệu, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Chỉ những người có đủ 5 trái tim rồng mới có thể tiến vào khu di tích Long tộc. Ý ông là Tiêu Chính Văn đã lấy được trái tim rồng ư? Smith trợn tròn mắt, bật dậy khỏi giường. Smith chỉ một thành viên ngoại bang trong phái Quang Minh, cách rất xa tầng lớp cốt cán, nhưng hắn cũng biết tim rồng có ý nghĩa gì. Chương 1346. Đó có lẽ là chìa khóa duy nhất để mở ra nền văn minh nhân loại, thậm chí còn bí ẩn hơn thế. Đúng vậy, đó là lý do vì sao chúng ta phải tiếp cận Tiêu Chính Văn bằng mọi cách để tìm ra sự thật. Thập Tôn Quang Minh vẫn đang đợi tin tức của chúng ta. Ngoài ra, Cao và Rốt đã đến hỗ trợ cho cậu rồi. Nếu trong quá trình hành động, phát hiện Tiêu Chính Văn thực sự là hung thủ giết chết Âm Dương Tôn thì hãy giết ngay tại chỗ, lấy lại trái tim rồng. Nói xong, người đàn ông trung niên cúp máy. Smith hơi nheo mắt, cất điện thoại đi, rồi vội vàng thay quần áo. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông da trắng đang đứng trước cửa, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đỏ nở nụ cười bình tĩnh nói, "Hi, Smith, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mỗi lần làm việc với anh, tôi đều cảm thấy rất vui, hy vọng này này chúng ta có thể cống hiến nhiều hơn cho tổ chức." Người thanh niên tóc đỏ tên là Cao, cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Đã đạt tới cảnh giới bán bộ thiên vương thiên cấp 5 sao. Người tóc đen còn lại là Rốt, cũng là thiên vương thiên cấp 4 sao. Cùng lúc xuất hiện hai cường giả thiên vương địa cấp 4 sao đúng là khiến thiên hạ phải kinh ngạc. Tuy nhiên, đối với phái Quang Minh mà nói, hai người bọn họ cũng chỉ là thành viên ngoại bang mà thôi. Chưa đạt tới cảnh giới thiên thần thì không thể gia nhập vào tầng lớp cốt cán của phái Quang Minh. Hôm qua, ở Giang Trung đã xảy ra một chuyện quái lạ. Tông chủ của 3 tông môn Hoa Quốc chết một cách kỳ lạ trong biệt thự của Tiêu Chính Văn, 3 vị thiên vương thiên cấp 4 sao đã âm thầm rời khỏi thế gian, chuyện này rất đáng cân nhắc. Cao mở một đoạn video quay trong bóng tối, đưa cho Smith xem. Ồ! Smith xem thật kỹ đoạn video Cao đưa tới, nhưng cũng không nhận ra bất kỳ manh mối nào. Trong video này không có gì khác biệt. 9 ngọn đèn. Nói xong, Cao chỉ vào 9 ngọn đèn ở trước biệt thự, nói, anh nhìn đây đi, có phải rất giống trận pháp mà Âm Dương Tôn rất thích sắp đặt hay không? Theo phán đoán của lãnh đạo cấp cao, trái tim rồng mà Âm Dương Tôn tìm được có lẽ tượng trưng cho trận pháp, đó chính là trái tim rồng Kim Long. Cao nói với vẻ rất chắc chắn. Ngụ ý là Tiêu Chính Văn mới chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi, sao có thể học được trận pháp này chứ? Âm Dương Tôn là thập tôn quang minh,
thông qua sử dụng thuốc để cưỡng chế thực lực, mới có thể bước ra ngoài thế giới, nhìn chỉ như thiên vương ba sao, nhưng thực ra đã đạt đến cảnh giới thiên thần. Trận pháp mà một người đạt cảnh giới thiên thần mới có thể lĩnh ngộ, thì chắc chắn người đạt cảnh giới thiên vương không bao giờ lĩnh ngộ được. Chương 1347. Tiêu Chính Văn chỉ là một người đạt cảnh giới thiên vương, nhưng lại có thể bày trận pháp giống như Âm Dương Tôn, điều này thật sự khiến người ta phải nghi ngờ. Ý của anh là anh đã nắm chắc 80% sao? Smith thay đổi sắc mặt, quay lại nhìn Cao. 90%. Cao thẳng thừng đáp. Cho nên chúng ta cần thăm dò, hoặc là nói, giết chết Tiêu Chính Văn mới có thể biết được phán đoán của chúng ta có chính xác hay không. Rốt lạnh lùng nói. Giết chết Tiêu Chính Văn ư, các người điên rồi. Smith kinh ngạc nhìn Cao và Rốt. Đây là hành động bất đắc dĩ để kiểm chứng phán đoán của chúng ta mà thôi, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ đến Hoa Quốc nữa. Cao nhếch mép cười khẩy. Ồ! Smith nhìn hai người kia bằng ánh mắt tuyệt vọng, dù có giết người thì cũng phải tìm một cái cớ hoàn hảo. Tuyệt đối không thể để lộ tổ chức thần bí như Phái Quang Minh ra trước mặt thiên hạ. Cao và Rốt căn bản không phải tới tìm hắn để bàn bạc, mà là đến để yêu cầu hắn nghĩ cách giúp bọn họ che giấu hành động bằng thân phận hợp pháp. Được rồi. Smith suy tư hồi lâu rồi mới nói với hai người kia, tôi sẽ dẫn các anh đi gặp một người, có lẽ các anh phải tạm thời chịu ấm ức một chút, làm bảo vệ cho người này. Là tên vô dụng Đông Phương Viêm kia sao? Rốt cau mày khinh thường hỏi. Bọn họ đường đường là thành viên của Phái Quang Minh, vậy mà phải làm vệ sĩ cho Đông Phương Viêm. Đây quả thực là sự sỉ nhục. Hắn có phải là đồ vô dụng hay không cũng không quan trọng, tôi quan tâm đến giá trị lợi dụng của hắn hơn. Đi thôi, hai anh cần có một thân phận hợp pháp để ra tay với Tiêu Chính Văn. Smith sa sầm mặt mày, vươn tay đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Rốt và Gao lần lượt bước theo sau lưng Smith, đi tới khách sạn mà Đông Phương Viêm đang ở. Lúc này Đông Phương Viêm đang chờ tin tốt của Lý Quốc Hào. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì liếc nhìn đồng hồ, sau đó hơi ngạc nhiên nói, nhanh như vậy mà đã nói xong rồi. Cậu chủ Đông Phương, chào anh. Vừa mở cửa ra, Đông Phương Viêm đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Smith. Mới đầu hắn còn ngơ ngác, sau đó lại liếc mắt nhìn Gao và Rốt rồi gật đầu nói, vào đi. Gao và Rốt mang đến cho Đông Phương Viêm một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Hắn mới chỉ cảm nhận được lại hơi thở này ở trên người Độ Thiên Chân Nhân mà thôi. Chương 1348. Thế nhưng hai người này, mới chỉ hơn 20 tuổi mà thực lực đã cao như thế, điều này không khỏi khiến cho Đông Phương Viêm cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đồng thời hắn còn cố ý mà như vô tình nhìn về phía Smith, không hiểu lần này Smith tới đây là vì chuyện gì. Cậu chủ Đông Phương, hai vị này là võ sĩ kiệt xuất nhất của nước vì chúng tôi. Bọn họ nghe nói chỗ cậu chủ Đông Phương đang chiêu nạp nhân tài nên mới đặc biệt nhờ tôi giới thiệu. Smith giới thiệu một lượt về Rốt và Gao. Cuối cùng hắn mới nói với Đông Phương Viêm, cậu chủ Đông Phương, có thể anh cũng đã cảm nhận được, hai vị này đều có thực lực của thiên vương thiên cấp 4 sao. Không chỉ hiếm gặp ở nước Thùy mà e rằng ở Hoa Quốc cũng chẳng có bao người. Đông Phương Viêm không khỏi quay đầu nhìn về phía Gao và Rốt. Hai thiên vương thiên cấp 4 sao? Dù từ nhỏ Đông Phương Viêm đã lớn lên ở Thiên Kiếm Tông, thế nhưng khi đối diện với hai thiên vương thiên cấp 4 sao thì vẫn hơi kinh ngạc. Quan trọng nhất là bọn họ cũng còn trẻ tuổi như Tiêu Chính Văn. Cậu chủ Đông Phương, chúng tôi đặc biệt tới để cậy nhờ anh, hơn nữa chúng tôi nghe nói anh có vài mâu thuẫn với một người tên là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc, có chúng tôi ở đây, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể làm anh bị thương thêm lần nào nữa. Rốt liếc mắt nhìn cánh tay áo trống rỗng bên trái của Đông Phương Viêm. Đông Phương Viêm khẽ nghiến răng, cánh tay này là nỗi đau vĩnh viễn đối với hắn. Nếu như tối ngày hôm đó bên cạnh hắn có hai thiên vương thiên cấp 4 sao thì làm gì có chuyện bị Tiêu Chính Văn chém đứt một bên cánh tay. Hai vị, nếu như hai người không chê, tôi có thể giúp đỡ hai người phát triển ở Hoa Quốc, chỉ là trước mắt. Cậu chủ Phương Viêm. Chúng tôi bằng lòng bảo vệ cho sự an toàn của anh. Thế nhưng, lợi ích của chúng tôi. Gao híp mắt nói. Ha ha.
Đông Phương Viêm phá lên cười, nói, dễ nói, tất cả đều dễ nói. Đông Phương Viêm vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã truyền tới âm thanh gõ cửa rất khẽ, Gao lập tức mở cửa ra. Cậu chủ Viêm. Lý Quốc Hào hô lớn vào trong phòng. Vào đi. Đông Phương Viêm nhíu mày nhìn Lý Quốc Hào, nói, làm xong nhanh vậy à? Cậu chủ Viêm, tên họ La bên đó đã đạt được thỏa thuận với Khương Vi Nhan, chiều ngày hôm nay bọn họ sẽ ký hợp đồng chính thức, sáng mai tiền có thể vào tài khoản rồi. Lý Quốc Hào báo cáo với Đông Phương Viêm. Thật ra cuộc gặp mặt này vô cùng dứt khoát nhanh gọn. Khương Vi Nhan đã chuẩn bị đầy đủ, đồng ý chia cho La Hải bằng một nửa số lợi ích. Chương 1349. Bên phía La Hải bằng đương nhiên không có vấn đề gì, dù Khương Vi Nhan chỉ chia cho ông ta 10% thì ông ta cũng sẽ đồng ý. Vậy nên chưa đến một tiếng đồng hồ, buổi gặp mặt đã kết thúc. Tới bước này thì Lý Quốc Hào cũng có thể thành công rút lui. Đông Phương Viêm cười khẩy, chỉ một tuần nữa là lúc Khương Vi Nhan có khóc cũng không thể tìm được phương hướng. Không ai ngờ được rằng, vấn đề không phải ở trên người Smith mà là ở bên phía La Hải Bằng. Đột nhiên rút vốn mới là cú đả kích đau đớn nhất đối với Khương Vi Nhan. Lúc này, trong trụ sở chính tập đoàn Vi Nhan, Lãnh Kế Hồng gần như đã huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ của nhà họ Lãnh để điều tra toàn diện mọi tư liệu về Smith. Cả việc tập đoàn y dược lên liệu có tồn tại thật hay không? Lãnh Kế Hồng vừa đi qua đi lại trong phòng làm việc, vừa nói với Khương Vi Nhan, sếp Khương, chỉ cần thân phận của cậu ta không có vấn đề, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thu mua nguyên vật liệu ngay được rồi. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, cô cũng đang đợi thông tin của người nhà họ Lãnh. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chuông điện thoại của Lãnh Kế Hồng mới vang lên. Mau nói, tên Smith này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lãnh Kế Hồng nhận điện thoại, sốt ruột chất vấn. Chú ba, người này quả thực là nhân vật cấp quản lý của tập đoàn Y Dược Lên, hơn nữa tập đoàn Y Dược Lên cũng thật sự muốn đặt một số lượng lớn thuốc hạ huyết áp, ít nhất nhìn vào tình hình hiện giờ thì không có bất cứ vấn đề gì cả. Lãnh Hàn Băng ở đầu dây bên kia nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Nghe tới đây, Lãnh Kế Hồng cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Xem ra lần hợp tác này thật sự là ông trời phù hộ, giúp tập đoàn Vi Nhan có được cơ hội phát triển lớn như vậy. Sếp Khương, thân phận của Smith không có vấn đề, chúng ta có thể ký hợp đồng với cậu ta, tôi sẽ đi liên hệ trước với các nhà cung ứng dược liệu trước đây. Dù gì một lô hàng lớn như vậy mà không đánh tiếng trước thì e rằng sẽ xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Lãnh Kế Hồng nhìn Khương Vi Nhan và nói. Được, vậy chúng ta chia nhau ra hành động. Tảng đá lớn đè trong lòng Khương Vi Nhan cũng coi như được gỡ xuống. Chương 1350. Chiều ngày hôm đó, Khương Vi Nhan hẹn Smith đến phòng làm việc của mình. Sau khi hai bên thảo luận thêm lần nữa đã ký kết thỏa thuận. Sau khi tiễn Smith rời đi, Khương Vi Nhan thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp xong xuôi công việc thì có thể chuyên tâm ứng phó với đơn đặt hàng này của tập đoàn Y Dược Lên. Tất cả dường như đều đang phát triển theo chiều hướng rất tốt, nhưng một dòng chảy ngầm đang lặng lẽ dâng lên. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trụ sở chính của Điện Thần Long xa xôi, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng. Thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên đăm chiêu. Long Nguyệt vội vàng tiến lên trước nói, Long Vương, có phải vết thương của anh? Tiêu Chính Văn xua tay nói, vết thương của tôi đã không còn gì nghiêm trọng nữa rồi, cô cứ làm việc đi, chú ý tin tức bên phía Long Kinh. Nói xong, Tiêu Chính Văn đứng dậy. Loại cảm giác lo âu này khiến cho Tiêu Chính Văn cực kỳ không thoải mái. Lẽ nào có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao? Tiêu Chính Văn đang cúi đầu trầm tư. Long Nguyệt lại bước nhanh đến trước mặt anh, nói, Long Vương, có tin tức rồi. Chiều ngày hôm nay, bốn thiên vương thiên cấp 4 sao từng ở trong võ tông đã đồng thời xuất hiện ở Long Kinh. Cái gì? Bốn người nào cơ? Tiêu Chính Văn khẽ run lên. Bốn thiên vương 4 sao xuất hiện ở Long Kinh cùng một lúc, lẽ nào bọn họ cũng là người thuộc tổ chức đứng sau lưng ông Lạc sao? Thu Vạn Hành, Lý Quốc Song, Triệu Kính Hải, Lưu Việt Long. Dứt lời, Long Nguyệt đưa tin tình báo cho Tiêu Chính Văn.
Nhìn thấy danh sách này, lòng Tiêu Chính Văn không khỏi trùng xuống. Tiêu Chính Văn đã từng nghe nói tới mấy người này. Chỉ là bọn họ đã mất tích gần 30 năm. Đặc biệt là Thu Vạn Hành trong số đó, từng dựa vào thực lực của bản thân mà tàn sát vô số người. Long Vương, năm đó sau khi nhấn chìm Vân Hải Tông trong biển máu, người này đã mai danh ẩn tích, lần này đột nhiên xuất hiện. Long Nguyệt chỉ tay vào cái tên Lý Quốc Song, nhíu chặt mày, không dám thốt ra nửa vế câu sau. Kịch hay sắp bắt đầu rồi, đi, chúng ta cũng tới Long Kinh góp vui thôi. Tiêu Chính Văn đặt danh sách xuống rồi sải bước ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.